Namo tassa Quý Phật tử có câu hỏi gì liên quan đến tu tập không? Có vị nào có câu hỏi gì không? Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangha. Dạ, tôi kính bạch sư. Dạ, con có câu hỏi về pháp hành này, con xin sư giải thích và ca thị cho con rõ. Thì con nghe nói về cái khi mà ta ngồi thiền, thì lúc mà ta quan sát cái hơi thở, thì con nghe con cũng trải qua giai đoạn là cái lúc mà có định tâm thì được con nó có nó lắc lư nó quay tròn mà con thành thiền thì trong suốt 3 ngày là tập thì con tìm chỗ thì bên bên vị thị các sư tổ đó là chỗ Sakara thì con muốn hỏi xin là cái đó có phải do cái tâm cái định của mình là nó bị xuất giảm mặt trên thân bởi vậy thành ra nó có cái hiện tượng đó và đó không phải là cái điều của thầy hay là đúng cái pháp là ảnh của mình không? Cái lúc ghi nhận đó thì đã ghi nhận cái đối tượng nào vậy? Đối tượng ở mũi hay là đối tượng ở bụng? Ở mũi ha. Ghi nhận hơi thở. Thực sự á, cái lắc lư á nó không có tốt. Không có tốt. Cái lắc lư đó cho cái tâm của mình đó nó bị chao. Bị chao rồi nếu mà mình không có điều chỉnh lại đó, sau này nó sẽ mạnh lên, nó làm cho cái hành thiền của mình nó xấu đi. Cái đó không phải là Sankhara. Sankhara đó nó cao lắm, chưa đó chưa là gì hết trơn á. Sankhara đó là trường hợp mà người ta có định rất là cao, định rất là sâu. Nhưng mà Sankhara nó chỉ ở bên Vipassana thôi. Khi mà hành giả có cái mà là hành xả trí á, thì lúc đó đó cái Sankhara bên trong á, toàn bộ các danh sắc ngũ uẩn nó sanh diệt rất là nhanh. Nhưng mà nó cũng nó thanh tịnh lắm, nhưng nó cũng không có lắc cái gì nữa. Nó lắc như vậy đó là một cái xấu, mình phải sửa. Nếu ví dụ mình thấy là mình ngồi á, mà có bị lắc á, nhớ mở mắt ra chỉnh lại, đừng có để cho lắc nha. Mà mình theo cái lắc đó đó, lâu ngày nó mạnh dần, trở thành cái tật thiền. Ngồi lúc làm bắt đầu nó xấu, nó rất là lắc lư, không có tốt. Tại vì khi mà mình theo cái tưởng nó vậy đó, nó làm tăng tốc cái lắc luôn, sau này cái lắc rất là mạnh. Và người khác mà nhìn mình đã thấy ngồi thiền ta sợ đi. Thực sự cái đó là nó thành cái tật thiền, cái nghiệp thiền luôn đó, nghiệp xấu, không có tốt. Rất là nhiều người có trường hợp đó. Có những người đó họ ngồi một hồi thì họ lăn lộn tùm lum xung quanh đó luôn, trường hợp đó có luôn. Rồi có những người đó họ gục sát xuống đất nè, không phải là hôn trầm mà nó gục sát nè. Thay vì đó, mình mở mắt ra mình điều chỉnh cái cơ thể mình rồi mình sửa từ từ mà không có chịu, sợ mất chánh niệm đó, cái hướng theo cái tâm đó một hồi chúi dần luôn, nó không phải là hôn trầm. Mà những cái này là cái tật xấu ở trong cái thiền. Mình phải chỉnh ngay từ đầu, nếu không sau này nó thành một cái mà cái xấu nó khó sửa. Tại vì lâu ngày mình tu cái tưởng cái định nó theo cái hướng đó đi, nó mạnh dần, lúc đó mình khó sửa được lắm. Nhớ là ban đầu phải chỉnh liền, đừng có để mà lâu quá. Còn Sankhara đó thực sự đó, những người đó nói thế là không có hiểu. Nếu mà Sankhara đó người ta phải lên tới tứ thiền lận, trạng thái của Sankhara nó rõ lắm, nó không phải như vậy đâu. Cái này chưa có được thành tựu cái gì hết trơn á, mà bị biểu lộ nó là do cái tánh xấu, cái tật xấu, nghiệp xấu từ quá khứ nó trổ lên. Nhưng mà mình phải luôn luôn mở mắt để mà nếu mà mình thấy mà mình bị như vậy đó, hãy mở mắt ra để điều chỉnh mình lại, điều chỉnh cái thân mình coi có bị lắc không. Nếu nó có lắc á thì mình tự chỉnh lấy rồi nhắm mắt lại rồi tu tập tiếp, mà thấy lắc nữa là mình phải mở mắt ra để coi chỉnh lại từ ban đầu. Nếu không sau này thành một tánh xấu. Tại vì á, đâu có vị nào mà những vị nào ta đắc chứng đạo quả đó rất là cao mà ta cũng đâu có lắc đâu. Tâm nó thanh tịnh, cái thân nó yên lặng hoàn toàn, cái tâm á
mình tu là trên cái tâm, thì cái tâm, cái thân nó vẫn yên như vậy, nhưng mà cái tâm nó hoạt động không à. À, cái thân nó không bị vật, nó không bị chao động. Còn mình đây mình ảnh hưởng giữa thân và tâm nó chao vậy đó, mình phải sửa từ ban đầu nha. Không sửa thì sau này nó xấu, nó trở thành một cái tật xấu và nó khó sửa lắm. Tại vì lúc đầu nó lắc á, cái mình cũng theo nó, đừng có theo, nhớ nha, đừng có theo cái lắc đó. Rồi do cái một cái tưởng tác ý, rồi cái sự vận hành trong đó, mới đầu mình tương tác chánh niệm thúc đẩy, nó lắc càng mạnh luôn đó. Buông nó ra đi, thiết lập một cái chánh niệm mới, bỏ ngang nha. Thấy mà lắc vậy là bỏ đi, thiết lập một cái chánh niệm mới từ ban đầu, mở mắt ra thành để cái tâm chánh niệm ở đây từ ban đầu. Nếu mà thấy không có lắc rồi nhắm mắt lại rồi bắt đầu ghi nhận đó, mà thấy lắc thì mở mắt ra để mình điều chỉnh xung quanh đó. Như vậy cái quay nghi của nó đó, nếu mình không có chỉnh, sau này quay nghi trở thành quay nghi rất là xấu, thành một cái tật xấu khó sửa. Nhiều người cũng bị lắm đó, mà do ban đầu không được sửa lấy cho nên sau này đó ngồi thiền lắc lư ai cũng sợ chứ, ta tưởng mình tẩu quả nhập ma không à. Có nhất thiết là phải xuất gia hay không? Và nếu mà chưa có đời sống xuất gia đó, thì đời sống cư sĩ tại gia thì thực hành cái sự đi dục nó như thế nào? Đức Phật ngài nói đó, đời sống tại gia cư sĩ đó mà để ly dục rất là khó, tại vì hàng ngày người cư sĩ tại gia đó tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc rất là nhiều, cuộc sống xung quanh vây bủa, ngũ dục vây bủa rất là nhiều. Cho nên là người cư sĩ tại gia phải tinh tấn dữ lắm đó mới vượt qua cái sự ly dục. Còn cái người xuất gia, ví dụ người ta viễn ly, ta sống độc thân, rồi sống nơi ẩn dật, thì cái sự ly dục đó nó giảm đi từ từ do cái sự tu tập chánh niệm, dần dần nó thắng lướt cái sự ly dục, thắng lướt cái ngũ dục đó mà đạt đến đó, định. Cho nên cái người cư sĩ tại gia đó, mình muốn thành tựu mình phải tinh tấn dữ lắm luôn đó, mình phải tránh né đủ thứ hết nè. Nào là cuộc sống hàng ngày mình gặp những là, nào là thấy những người mình ái, mình thích thú đó, rồi hàng ngày mình nghe chỗ này chỗ kia người ta hát hò, rồi biết bao nhiêu những lời qua tiếng lại. Cái ngũ dục là gì? Sắc dục, sắc thinh hương vị xúc đó, năm cái điều này mà người chúng ta đó xây vần trong cái đó mà chúng ta không có đạt được cái trạng thái định được. Cho nên phải ly dục. Mà ly dục đó, thường là vượt qua khỏi năm ngũ dục này đó, thì thường năm chuyện cái nó cũng vắng hoàn toàn luôn. Cho nên mình vừa tu tập trên năm chuyện cái, mình cũng coi mình có đạt được cái ly dục không, nó xem với nhau. Cho nên đó, mà ngay cả cái người đó, xuất gia đó, cái sự ly dục cũng rất là khó nữa, không chỉ là cư sĩ tại gia. Mà nói như vậy đó cũng tùy mỗi người. Thời Đức Phật cũng có rất là nhiều cư sĩ tại gia đắc chứng đạo quả, ngày nay cũng có chứ không phải không có, do cái sự tinh tấn cái ba la mật của mình. Đức Phật nói như vậy để làm chi? Để mình thúc đẩy cái tinh tấn của mình phải duy trì tinh tấn nhiều hơn nữa thì cũng thành tựu chứ không có sao. Mình tinh tấn lâu ngày cái ba la mật của mình nó đầy đủ đó, mình cũng vượt qua được cái sự ly dục, mình đạt được cái sự ly dục, đạt được cái lúc đó đó định nó sanh. Tại vì đạt được ly dục thì định mới sanh, nó vậy đó. Mà định sanh lên lúc đó mình mới tiến lên một bậc nữa. Lúc đó mình toàn là pháp, không còn mình đối diện với pháp, các pháp hành đó trong Vipassana đó, nào là hỷ lạc định xả, nó sanh khởi đầy đủ chứ đó. Thì lúc đó là cái người ta sẽ huấn luyện trên những cái pháp đó cho nó thuần thục tất cả những cái pháp nè, hỷ nè, tịnh nè, định nè, xả, là thuần thục nhu nhuyến luôn. Tức là người ta thiết lập mà những cái pháp đó nó vững chãi rồi đó, nó trấn áp được toàn bộ các phiền não xuống luôn. Thì lúc đó đó, tức là nó trấn áp được năm triền cái. Khi mà trong Vipassana đó, người ta tu giữ gìn mà phát triển được cái hỷ tịnh định xả rồi, là nó dần dần á, nó đẩy lùi năm triền cái. Cho nên mình không có cách nào mà đối diện năm triền cái đâu. Phát triển thiện pháp cho nhiều, thiện pháp này chưa sanh đó, thiện pháp nào chưa sanh, mình phải quân tập tác ý đó cho nó sanh khởi. Mà nó sanh khởi rồi á, phải quân tập nó duy trì cho phát triển, tăng trưởng cho đỉnh cao. Hồi xưa đó, đối với Đức Phật á, bất cứ pháp thiện nào sanh lên, ngài làm cho nó tột đỉnh luôn. Nó vậy đó, ngài làm cho nó viên mãn luôn. Cho nên ngài rất là thuần thục tất cả những cái thiện pháp, cho nên thuần thục vô cùng luôn. Mà nhờ thiện pháp nhiều thì bất thiện pháp biến mất.
nó quy luật như vậy đó. Trong tâm á, ví dụ cái tâm tâm bất thiện thì tâm bất thiện sanh thì chắc chắn là không có thành thiện rồi, mà thiện nó sanh lên thì không có bất thiện. Cho vậy mà những cái pháp này là gì, hỷ tịnh ninh xá, toàn là pháp thiện không à, do cái tâm mà đạt được ly dục từ chút từ chút từ chút từ chút rồi thành tựu cái sự ly dục đó, mới đầu những cái pháp thiện này nó viên mãn. Thì đó là huấn luyện trên cái mà hỷ tịnh định xả đó. Khi mà hành giả mà huấn luyện được năm cái những cái hỷ tịnh định xả mà thuần thục đó nha, cái hành giả đó đạt được. Tại vì khi mà những tâm hỷ nó sanh lên, nó làm cho nó viên mãn, tâm nó mở rộng ra lắm. Những trạng thái đại hành tâm nó rộng rãi rồi, trạng thái mà của thanh tịnh đó, sự bát, tức là bát sát thí đó, cái trạng thái mà lắng động xuống nè, là nó lắng dịu, nó làm cho cái tâm không có chạy nữa, mà nó trở nên kháng khích cho nó tượng sâu sắc hơn. Lúc đó đó, người ta chế ngự được cái phóng vật, chế được chạo hối, rồi dần dần đó, đưa đến định, định sanh. Và cái định nó thiết lập được tốt rồi đó, thì những cái pháp đó cho nên nó đầy đủ cho pháp mà pháp thiện đó, nó đầy đủ hết. Thì khi nó đầy đủ như vậy đó, mình phải quân tập cho nó lão luyện, để nó gì, để cái ngũ căn ngũ lực nó được đầy đủ. Thì khi mà thiện pháp nó càng nhiều á, thì các căn của mình đó là tính tấn niệm định tuệ, ngũ căn á nó có đầy đủ sức mạnh của nó. Ngũ căn là sao, nó có năng lực, nó có cái quyền lực trong đó, nó chế ngự phiền não. Còn ngũ lực á là sao, nó có sức mạnh đẩy lùi phiền não ra, nó không để phiền não xâm nhập vô những cái thiện pháp này nữa. Cho nên năm cái ngũ lực ha, ví dụ tính lực, tấn lực, tính tấn niệm định tuệ, năm cái lực này đó nó có xuất hiện một cái là cái pháp của mình đó, cái định của mình nó vững chãi vô cùng. Thì có ngũ căn ngũ lực xong bắt đầu đưa đến thất giác chi, nó vậy đó. Tại vì khi mà ngũ căn ngũ lực nó chấn áp hoàn toàn phiền não rồi đó, lúc đó đó niệm giác chi nó sanh lên. Tại vì niệm giác chi là gì, là cái mà cái sức mạnh của niệm đó, sức mạnh của niệm, tức là niệm đến đâu mà phiền não là nó lắng dịu đến đó. Sức mạnh của niệm như vậy đó, gọi là niệm giác chi. Nó có một cái năng lực của sức mạnh của niệm. Cho nên đó, lúc đó đó hành giả người ta đó thấy có những cái phiền não mà nó nhẫn nhơ nhơ rất là tinh như bia, tức là rất là vi tế đó, thì cái chánh niệm đó làm cho những cái vi tế của phiền não lắng dịu luôn, sức mạnh của niệm. Cho nên thì gọi là niệm giác chi. Thì cái sự ly dục mà nó đã đạt được cái sự ly dục rồi, thì bắt đầu thấp giác chi nó khởi lên từ từ. Thứ nhất là niệm giác chi, thứ hai là trạch pháp. Khi mà có niệm giác chi nè, xảy ra liên tục mình duy trì trên cái thiện đó, pháp thiện đó. Tại vì khi mà mình có định rồi ha, mình có thể không cần những đối tượng ban đầu nữa, đối tượng ban đầu nó rớt hết rồi, lúc này mình tu tập trên pháp hoàn toàn. Thay vì lúc đầu là mình nghĩ nhận còn xẹp đi, thực sự đến một lúc nào hỷ lạc có viên mãn rồi, mình chú hoàn toàn trên cái hỷ cái lạc này, không cần bắt ở trên phòng xẹp ban đầu nữa. Nó vậy đó, tại vì nó đã đạt mức độ mà đủ sức duy trì với cái định rồi đó, thì nó bắt trên cái pháp hoàn toàn luôn, tâm chú trên pháp, pháp hỷ, pháp lạc, pháp định chú hoàn toàn trên đó. Nhưng mà lúc đó đó, tại do cái hỷ mà nó sanh nó đầy đủ rồi, tự nhiên nó có lạc thôi à, thì nó không cần hỷ nữa. Mà lạc đầy đủ rồi đó, tự nhiên tâm nó tịnh an vô cùng luôn, một sự xa trong suốt bên trong đó, thấy rất là rõ sự sanh diệt. Thì những cái này đó, nó sức mạnh nó đầy đủ rồi, nó có nè chánh niệm nè, niệm giác chi đó, sức mạnh của niệm mà nó mạnh rồi, nó gọi là niệm giác chi. Mà sức mạnh nó chưa có đủ mạnh đó, nó chưa có đủ chấn áp được phiền não, nó chưa làm chủ được phiền não đó, thì cái đó không gọi là niệm giác chi đâu. Cho nên đó, cái niệm giác chi nó sanh lên đó là nó chế ngự mọi cái phiền não rất là nhiều đó. Rồi tới trạch pháp, tại vì niệm mà duy trì trên cái pháp liên tục trong cái pháp lạc hay là pháp hỷ gì đó, thì nó có cái sự hiểu biết trong đó. Hiểu biết là pháp này đó nó sanh như thế nào, ví dụ như hỷ này tại sao nó sanh, tại sao hỷ này nó mạnh như thế nào, tại sao hỷ này được tồn tại do ly dục, rồi hỷ này đó nó sẽ đưa đến cái gì đó. Người ta tu tập trên đó tự nhiên cái hiểu biết này gọi là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Biết cái mà nguyên nhân pháp nào sanh, pháp nào sẽ sanh, pháp nào bất thiện nào sẽ diệt. Trạch pháp là nó một dạng trí tuệ, gọi là trạch pháp giác chi á. Khi mà lão luyện trên đó thì nó có nè, nào là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, rồi tinh tấn giác chi. Đó, ba cái này nó liên kết, nó làm việc với nhau, tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi và tinh tấn giác chi, nó liên tục, nó hỗ trợ lẫn nhau ở trên cái pháp đó. Ví dụ như
nếu mà hành giả đó mà những cái hỷ này nó chưa đủ đủ mạnh đó, thì hành giả cũng phải trở lại bắt cái đối tượng ban đầu, đối tượng cơ bản từ ban đầu á, có thể là để đây hoặc là để một chỗ nào bên trong hoặc là để phòng xẹp, để cho cái hỷ nó càng đầy đủ cái chánh niệm trên đối tượng, rồi duy trì cái sự hiểu biết trên đối tượng đó, rồi đó, tinh tấn đó thúc đẩy cái chánh niệm, rồi tinh tấn nó làm cho thúc đẩy chánh niệm, rồi trong chánh niệm đó nó có cái sự hiểu biết trong đó, cái sự hiểu biết rất là rõ là thấy chánh niệm miên mật ở trên phòng xẹp này làm hỷ sanh khởi, cho nên cái trạch cái này viết gì đó gọi là trạch pháp, nó vậy đó. Còn nếu vị nào mà chừng nào mình đến định rồi đầy đủ rồi, mình có thể buông cái phòng xẹp cũng được, buông một điểm nào đó, mình bắt một điểm nào đó bên trong thôi, không cần phòng xẹp. Tại vì từ cái phòng xẹp này nè, mình có thể hướng đến một cái điểm nào đó. Tại vì mình bắt cái điểm phòng xẹp tới một lúc nào đó, đó nó không còn phải là phòng xẹp nữa, mà nó là một cái điểm bên trong của tâm. Nó vậy đó. Tại vì ban đầu mình chưa có đạt được cái tâm hoàn toàn, thì mình bắt cái phòng xẹp hay là bắt một cái điểm xúc chạm ở đây. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình thấy được cái tâm nó đầy đủ của nó rồi, mình bắt một cái điểm bên trong của tâm thôi. Đó thì hỷ với lạc nó sanh lên đầy đủ hết trơn luôn. Mà những cái này nó do nhờ sự tương tác của niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi. Ba cái này là nhân. Cái ba cái sau nè ha, tịnh giác chi nè. Không, xin lỗi, ba cái sau là hỷ giác chi nè, tịnh an giác chi nè, định giác chi, xả giác chi. Bốn cái sau này nó gọi là quả trong thất giác chi đó. Cho nên á, ba cái chi đầu á, nó thúc đẩy cho ba bốn cái chi sau nó mạnh mẽ sung mãn. Cho nên ba cái chi đầu mà quý vị mà không có hiểu biết nữa, mấy vị phải lão luyện ba cái chi đầu nó, niệm giác chi, tinh tấn và trạch pháp, nó luôn luôn liên kết với nhau, nó làm việc kháng khích hài hòa với nhau, mà hỷ nè, rồi lạc nè, định nè, xả, nó đầy đủ viên mãn lên. Bốn cái sau là cái quả, là cái kết quả của trạch pháp đó. Cho nên á, khi mà ba cái nhân đầu nó thuộc gì, thuộc tuệ, tại vì trạch pháp giác chi đó nó là tuệ, thuộc về tuệ. Cho nên nó ba chi đầu nó phối hợp với nhau, nó là tuệ, cho nên đưa cái quả này cũng là tuệ luôn. Nào là hỷ, trong cái hỷ đó có trí tuệ, trong cái lạc tịnh an đó có trí tuệ, trong cái định có tuệ, trong cái xả có tuệ. Cho nên khi mà mấy vị hành thì một lúc rồi đó, mấy vị thấy ba cái chi đầu là nhân thật sự luôn đó, ba cái sau là quả. Cho nên mấy vị làm sao kháng khích trên đối tượng, lão luyện trên đối tượng một điểm bên trong thôi. Lúc này đó cái đối tượng ban đầu nó vi tế dữ lắm rồi, nó chỉ là một điểm của danh sắc thôi. Ban đầu mấy vị chưa thấy được, mấy vị thấy có thể phòng xẹp nó là thô thôi, nhưng mà đạt đến mức độ tâm lên, tâm mà cao rồi đó, thì mấy vị bắt một cái điểm trong tâm thôi. Mà lúc đó nó có hỷ, nó có hỷ, có tịnh an, có định rất là rõ, và xả, từ từ nó có xả luôn. Có định nhưng mà từ sẽ có xả, tại vì định chưa có viên mãn thì sẽ chưa có xả giác chi. Khi mà định nó thuần thục á, nó sẽ đưa đến xả giác chi. Cho nên á, nhớ nha, thất giác chi á, là ba cái chi, bốn cái chi sau nó là quả, ba cái chi đầu là nhân. Mà ba cái chi đầu mấy vị không có lão luyện thì bốn cái chi sau nó cũng không được cái gì đâu, nhớ đó. Cho nên ba cái chi đầu nó thuộc về tuệ, thì ba cái chi sau cái quả của nó cũng là tuệ, nó vậy đó. Mà cuối cùng á, thì bảy cái chi này đó nó đều là tuệ cả, nó đưa cho cái bát chánh đạo sanh khởi, nó là cái năng lực nó đưa hướng đến đó, bát chánh đạo, cái con đường chân chánh nhất, trong sạch nhất đó, nó sanh khởi. Định giác chi á, là một cái trạng thái đó, ngay cả lạc, khi mà có lạc rồi có định luôn, nó vậy đó. Trạng thái lạc, thuần lạc vậy nè, nó mát vô cùng luôn, nó mát mà mình không thể diễn tả nổi được, nó thuần dữ lắm, nó thuần mát hoàn toàn mà nó tế vô cùng luôn. Đó là tịnh bát sát thí, tịnh giác chi, một sự mát hoàn hảo khắp châu thân này luôn, cả thân tâm danh sắc. Lúc đó là cái thân mình thấy nó tế vô cùng, mình thấy cái tâm nhiều hơn, mình chú hoàn toàn trên cái tâm. Lúc đó mấy vị không cần biết đau gì hết trơn đó, mấy vị có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng được nữa, quan trọng là mấy vị duy trì cái chánh niệm, cái trạch pháp và cái tinh tấn liên xuyên suốt đó, thì mấy vị có thể ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng cũng được, không hề biết đau. Trạch đó là tịnh an giác chi, nó toàn bộ nó lắng dịu xuống, nó không còn phiền não thiêu đốt gì hết đó, nó mát, cực kỳ mát luôn, mà nó dễ chịu dữ lắm, toàn thân nó tỉnh thức, tỉnh giác dữ rồi lắm. Lúc đó chánh niệm của mình nó trơn tru, từ từ nó trôi chảy rất là dễ chịu đó. Nhưng mà lúc cái này mình cần cái gì phải làm, mình làm sao á
bắt một điểm bên trong nó cho rõ, một điểm trong tâm á, tức là tâm hướng đến một điểm nào đó để định nó sanh khởi, là định nó trong sạch, làm cho cái điểm nó sanh diệt, sanh diệt cái rõ hơn nữa đó. Một khi định nó sanh đó, hay mà vị thấy từng cái hạt nhỏ nó xuất hiện trong đó, hạt tâm á, những cái sắc pháp của tâm á, nó sanh diệt rất là nhanh, rất là nhanh, nó chi ly vậy nè, đầy trong đây hết trơn. Nó vậy đó. Cho nên khi mà có định rồi đó, dần dần cái định này mấy vị tu tập lâu ngày đó, mấy vị quán, mấy vị mở cái sự quan sát nhiều ra, tức là cái sanh diệt nó trở nên sanh diệt toàn bộ thân này hết trơn, toàn bộ danh sắc này, to chỗ nào cũng sanh diệt rất là rõ. Thì mấy vị mở rộng ra, mấy vị nhìn với cái sự thái độ toàn bộ vậy đó, từ từ nó qua xả liền. Cho mấy vị mà chưa có nhìn một cách hoàn hảo, chưa có rõ đó, thì nó chưa có qua xả đâu. Cho nên khi mà có định, nó đâm thẳng vào một cái điểm bên trong của tâm rồi đó, một điểm nằm bên trong tâm thôi, nó tự nhiên nó sanh diệt, nó mở ra, nó cực kỳ sáng, rõ, nó rõ từ dần khắp toàn bộ cái thân. Thì lúc đó đó, mấy vị đó có một cái trạng thái mới đó, là mấy vị ghi nhận toàn bộ cái tâm với một thái độ xả, dần dần nó qua xả giác chi. Nhưng mà những cái này nó đều là hiệp thế hết á, hành giả cần phải tu tập đi lặp lại rất là lâu dài. Có khi á, chúng ta ngồi không có sanh khởi đâu, cho nên tại vì nếu mà hành giả mà mất chánh niệm đó, nó giao ra bên ngoài cuộc sống nè, tiếp xúc nói chuyện nhiều, phóng vật, rồi va chạm, tham sân si nó sanh lên, mất thoát giác chi nó mất. Cho nên khi mà hành giả mà có thoát giác chi đó, tự nhiên cái tâm mình nó thấy ly dục, tức là mình cảm nhận là mình không thích cái cuộc sống bên xã hội bên ngoài nữa, như vậy đó, mình thấy muốn gọi là sao, muốn đưa đến một cái đời sống ẩn dật hơn đó. Tự nhiên á, đôi khi á, mấy vị có thắc các chi rồi, các mấy vị thấy ha, có những lúc mà tâm mình nó sân hay là tâm mình nó tham với bên ngoại cảnh bên ngoài, nó làm cho cái pháp của mình nó yếu đi, lúc đó mấy vị sợ mất pháp, cho nên mấy vị buộc phải gì, gọi là buông xả ly cuộc sống. Như vậy đó, viễn ly, gọi là viễn ly đó, mình thấy cần phải viễn ly thôi thì cái pháp mình mới ổn được. Cho nên thất giác chi này nè, nó làm cho người ta từ từ đưa đến viễn ly cái xã hội, viễn ly đời sống tại gia, viễn ly mọi thứ ở đời, để làm chi, để làm cho cái tâm nó trong sạch đó. Có những, nếu mà hành giả nào mà không có cái tâm mà hướng đến cái sự giác ngộ đó, thì hành giả tu tới đó thôi, đôi khi á không để ý thì nó sẽ phiền não, nó sanh trở lại, nó làm hoại thất giác chi. Cho nên người nào mà có tâm nhiệt huyết mà muốn thoát ly đó, thì người ta đó cẩn mật liền, ta thấy là có những cái pháp nào nó làm hư hoại, những pháp nào bởi cái nhân gì biết hết trơn. Tại vì mình có thất giác chi, mình có luôn trạch pháp nữa, trạch pháp bên trong cả trạch pháp bên ngoài luôn đó. Mình biết cái gì nó làm ảnh hưởng đến mình, ăn cái gì nó ảnh hưởng đến pháp, mình sinh hoạt bên ngoài như thế nào nó làm ảnh hưởng đến pháp. Tự nhiên từ từ mình tránh dần, giết rồi mình chế ngự thân tâm rất là đẹp. Nó vậy đó, chế ngự xong rồi tâm mình nó càng thanh tịnh. Đó là cũng là trạch pháp, mình hiểu biết được bên cuộc sống bên ngoài tiếp xúc rồi ha, nó va chạm, nó làm ảnh hưởng mình. Ví dụ bữa nay nói với người này về sân quá, mình ơi, thôi muốn tránh người này, tránh từ từ đào luyện cái tâm mình. Bữa nay tiếp xúc với người nọ, nó thấy người nọ làm cho mình tham ái nhiều quá, thôi tránh, sợ mất pháp. Nó vậy đó. Cho nên thất giác chi này nó làm cho người ta đưa đến viễn ly, gọi là gì đó, viễn ly đời sống, viễn ly cuộc sống, ở cuộc sống xã hội, đưa đến một cuộc sống gọi là cuộc sống độc thân, cuộc sống độc cư á, thì thất giác chi nó sẽ mạnh mẽ vô cùng luôn. Khi mà hành giả có thất giác chi đó, hành giả đi kinh hành đó, nó nhẹ hững, là rất là nhẹ, giống như là chúng ta đi trên mây vậy đó, nhẹ lắm. Ví dụ như có hỷ giác chi, tịnh năng giác chi mà chúng ta đi nhưng trên sỏi đá, đôi khi chúng ta tưởng chúng ta đi trên cái nệm không à, tại vì cái thân tâm mình nó quá nhẹ đi. Khinh thân khinh tâm á, tịnh thân tịnh tâm, thuần thân chánh thân chánh tâm nó đều có đầy đủ trong đó, tức là những cái mà tâm sở thiện á có đầy đủ hết, những cái sovana citta đó nó có đầy đủ trong đó, cho nên toàn bộ thân tâm nó nhu nhuyễn vô cùng luôn đó. Thất giác chi này á, nó đưa đến dần dần, nó đưa đến giác ngộ. Nhưng mà đó, mình phải thuần thục xả vậy đó. Từ tới một lúc nào đó, nó tâm mình nhìn mọi các pháp đó với thái độ xả, mình không có dính mắc nữa, tức là mình thấy lạc bên trong đây không có là gì cả, sự hỷ, sự lạc, sự định cũng không là gì cả, nó cũng là vô thường, nó không có thật, nó chỉ là pháp hữu vi, nó chỉ là hiện tượng của lạc, hiện tượng của định. Một lúc đó trí tuệ mới gì hiểu vậy đó, cho nên mới gì tâm mới gì quân bình thản với tất
tất cả các pháp. Do thái độ bình thản vậy đó mấy vị, xả tự động mấy vị xả, thì lúc đó xả rồi nó sẽ không còn lạc, không còn hỷ nữa, mà một trạng thái trong sạch của tâm thôi. Hướng tâm đến đâu thấy rõ đến đó, hướng tâm đến chỗ nào cũng rất là dễ. Bên trong mấy vị có thể hướng tâm xuống dưới, hướng tâm lên trên, chuyển nhìn tới đâu cũng thấy rất là dễ chịu, nó không có bị trở ngại. Xả, trạng thái của xả là gì? Xả có trí, nhìn đâu cũng thấy sanh diệt hết trơn á, đây là xả có trí chứ không phải không có gì hết trơn. Xả nó xả rất là nhiều người trường hợp gì đó không biết gì hết trơn cũng nói xả nữa. Cái xả này là xả cả nội quán bên trong, hiểu rõ toàn bộ hết trơn á, nhưng mà mình ở thái độ xả đó với nó, tức là mình nhìn các pháp nó bình thường với nhau đó, không có cái gì mà cái gì trội, không có cái gì mà thấp hết trơn đó, các pháp nó như nhau cả. Nhưng mà lúc đó đó hành giả có thể là hướng đến một điểm nào đó, hoặc là hành giả có thể hướng đến một cái pháp lạc có thể sanh lên, thì lúc đó nó không phải là xả nữa mà trở lại pháp lạc, hoặc là trở lại pháp hỷ. Thì đây là chính là cái người thuần thục nè đó. Một khi mà mình thuần thục giác chi rồi đó, mà làm sao mình khởi một cái pháp nào lên mà nó sanh lên được, nó làm được đó, thì lúc đó mình mới gọi là thuần thục giác chi, đưa đến xả ly. Còn mình không có khởi một pháp nào đó, mình chú xả thì tất pháp nó quân bình hoàn toàn trở lại. Trong đây chỉ là hiện tượng của danh sắc sanh diệt, toàn bộ chỉ là các hành nó sanh diệt thôi. Lúc này Sankhara nó có mặt, toàn bộ chỉ là danh sắc ngũ uẩn, các hành nó sanh, nó diễn tiến liên tục sanh diệt sanh diệt. Lúc đó mình thấy cái sự sanh diệt này là nhàm chán vô cùng, nó mệt mỏi, đụng đâu cũng sanh diệt, đụng đâu cũng dao động, mệt mỏi lắm đó. Tâm từ từ nó nhàm chán, nó ly tham, nó ly xuất ly ra một cái trạng thái khác nữa, trạng thái trong sạch hơn, nó muốn hướng đến một trạng thái mà thanh tịnh hơn nữa. Ví dụ như thấy tất cả các hành đó, đây là khổ. Đức Phật nói sabbe sankhara dukkha, sabbe sankhara anicca, tất cả các hành là khổ, tất cả các hành là vô thường. Cho nên đó, mình phải ghi nhận toàn bộ sự vận hành bên trong đó, mọi pháp bên trong đó, đều là khổ, đều là vô thường, nó không có thật. Do vậy tâm nó nhàm chán. Cũng giống như mà vợ chồng sống một thời gian đó, thấy sự ghê tởm của người vợ hay người ghê tởm người chồng, tự nhiên muốn ly, muốn ly dị, ly hôn là vậy đó. Cũng giống vậy, mình quán ở trên cái sankhara này lâu ngày rồi đó, mình thấy cái sự ghê tởm của sankhara, thấy sự nguy hiểm của nó, thấy sankhara này là khổ thật, tức là cái gì cũng khổ chứ nó không yên, nó không yên được chứ, nó làm cho tâm nó khổ, khổ não. Bởi vì nó diễn tiến liên tục bên trong, nó sanh diệt hoài, làm cho khổ, làm cho mệt mỏi. Thì thành lúc đó tâm người ta đó hướng đến một cái sự yên hơn nữa à, nó vậy đó. Từ đây đó, cái hình giả đó người ta sẽ tư duy với cái gọi là một cái tư duy mới, gọi là tư duy đó, ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm, dần dần nó thoát ly. Tức là mình muốn, thì họ thấy những cái diễn tiến bên trong đây nè đều là tham sân si hết, ngay cả sankhara nó sanh liên tục á, người ta nhìn cái đó đều là nó là tham sân si hết đó. Rồi hướng một cái trạng thái đó, không còn cái biểu hiện tượng này nè, cái tâm mình dần dần hướng đến một trạng thái không còn những cái hiện tượng này, thì cái đó gọi là hướng đến cái sự ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm. Cái đó là cái tư duy đó, những tư duy dần dần đưa đến chánh tư duy vậy đó. Cả một quá trình nó dài dữ lắm luôn đó. Sau này có duyên sư sẽ giảng nữa, giảng lên tục đỉnh luôn, nhưng mà sư nói tới đây thôi, không nói nhiều, nói nhiều á không đủ thời gian. Cho nên á, hành giả nào mà tu đến đây á, nếu mà có chướng ngại thì nói cho sư sẽ hướng dẫn. Tại vì mỗi cái giai đoạn mà cái người mà không biết hướng dẫn là sẽ lệch lạc. Có những người ta bị dính vào ở trong thất giác chi, không có thoát ra được, do họ không có phát triển được cái tuệ để quan sát mọi thứ là vô thường đó, mọi thứ là thay đổi, là không có thật, là vô ngã đó. Thì đôi khi họ dính ở trong những cái pháp giác chi này, nhưng mà từ từ họ cũng thoát ly chứ không có sao cả. Đức Phật này nói ai thuần thục thất giác chi thì dần dần người đó sẽ đưa đến đó, chắc chứng đạo quả. Nhưng mà nếu mà mình thuần thục mà mình không có xuất ly thì khó mà đắc lắm, mình cứ lo hơi lâu, mất thời gian hơi lâu. Nhưng mà có người ta có thất chi đầy đủ rồi, ta có thể lên đạo quả nó nhanh hơn, tùy theo mỗi người. Thì chúng ta xin giới ha, quý y xin giới. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato
Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đô ti dâm bi bụt thăng sa ra năng ga cha mi. Đô ti dâm bi đam măng sa ra năng ga cha mi. Đô ti dâm bi sang găng sa ra năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bụt thăng sa ra năng ga cha mi. Ta ti dâm bi đam măng sa ra năng ga cha mi. Ta ti dâm bi sang găng sa ra năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Pháp vi tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ba na ti ba ta về ra ma ni sik kha ba đăng samma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana về ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumeccha chara về ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada về ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame raja Machabama Dathana về ramani sikha badang samadhiyami.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Quý vị sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, phải vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, tránh nó đừng để cho đình dễ vui. Sile na suka tin jan ti sile na pho ga sambada sile na nipo tin jan ti tasma silang biso tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy quý vị ráng thọ trì cho lực cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Lần trước á, thì chúng ta đã học xong cái phần về niệm ấn đức pháp, thì bữa nay chúng ta học cái phần về niệm ấn đức tăng. Ấn đức tăng á, nó là một cái mà tức là chư thánh tăng á. Chư thánh tăng gồm những bậc thánh tinh văn đệ tử của Phật, mà cái ấn đức tăng á, rất là sâu rộng vi tế sâu sắc, tức là cái ân đức rất là vô biên. Thường thường là các vị thánh đó, họ mới có đủ cái mà đầy đủ trọn vẹn những cái ân đức đó, còn mà thường thường phàm tăng thì chỉ có một phần nào thôi. Cho nên nó chư thánh tăng có một cái gọi là cái vô lượng vô biên, có cái ân đức đó. Trong Pali á, Pali thì có nói như thế này là chính cái ân đức tăng á, tức là Subbatibano Phagavato Savakasango, Uchubatibano Phagavato Savakasango, Nyayabatibano Phagavato Savakasango, Samichibatibano Phagavato Savakasango, Yadidang Chattari Burisayugani Athaburisabukkala Esaphagavato Savakasango, Ahu này vô, ba hút này vô, đắc khi này vô, Anchadikara này vô, Anuttarang Bunyakhitang Lokasa. Một lát sư sẽ hướng dẫn quý vị đọc từ từ, chậm chậm bằng tiếng Pali. Tức là khi mà cái người nào mà muốn, bất cứ ai đó, chúng ta muốn tu tập cái mà ân đức về niệm tăng đó, thì chúng ta trước hết là phải độc cư, sống độc cư chúng ta mới có thể tu tập được. Chúng ta để thành tựu cái ân đức đó, đó bởi vì các hàng đệ tử mà của Đức Phật á, là tu tập đi vào một cái sự thiện đạo, dục đạo, chân đạo. Cho nên các ngài đó xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được cung kính, chắp tay lễ bái. Tôi sẽ nói về chính cái ý nghĩa của ân đức tăng. Thứ nhất là ý nghĩa thứ nhất là Subbatibano. Subbatibano, ân đức thứ nhất Subbatibano, tức là chư thánh thanh văn đệ tử của Phật hành nghiêm chỉnh theo cái mà giáo huấn của Đức Phật đó, gọi là Subbatibano. Sẽ nói ý nghĩa thêm một lát nữa, sư sẽ giải thích cái chi tiết sau. Còn cái ân đức thứ hai là Uchubbatibano. Uchubbatibano, quý vị phải thuộc lòng. Ví dụ như vị nào mà muốn tu tập về niệm ân đức tăng thì vị đó phải thuộc lòng những cái này. Thuộc lòng bằng tiếng Pali, chúng ta thuộc lòng và chúng ta hiểu cái ý nghĩa của từng cái chữ như thế. Để gì? Để chúng ta có một cái khái niệm về ân đức, rồi từ đó chúng ta mới tu tập được. Cho nên á, chúng ta phải đọc, nhất là phải đọc được căn đức thứ nhất nè, đọc lại cho quý vị nghe nè. Subbatibano, vậy đó. Subbatibano, quý vị có thể phiên ngâm tiếng Việt á. Ví dụ quý vị biết cái chữ đó xong, quý vị phiên ngâm tiếng Việt để đọc lại, gọi là Subbatibano. Còn căn đức thứ hai là Uchu
ba, tức là uchip đó, uchip ba ti ba no, uchip ba ti ba no. Quý vị viết cái từ đó ra ha, rồi phiên ngâm lại uchip ba ti ba no. Cái nghĩa uchip ba ti ba no có nghĩa là chư thánh thanh văn á, đệ tử của Đức Phật, là những bậc đã thực hành, gọi là chung, gọi là trung thực, đúng theo cái mà chánh pháp, đúng theo cái chung đạo đó, chúng theo cái chung đạo mà nó không có sai lầm trong đó, cho nên gọi là uchipatthibbano. Còn cái ăn đức thứ ba đó là nha, nha giá, nha giáp bá tí ba nô, nha giáp bá tí ba nô. Vị nào không đọc được thì có thể phiên âm theo cái âm của sư đọc á, dưới cái từ đó để chúng ta, chỉ để chúng ta đọc, chúng ta thuộc lòng, nằm trong lòng, trong tâm á, khi mà chúng ta niệm á, và chúng ta nhớ cái ăn đức đó á, mới thành tựu khi tu tập, trong quá trình tu tập á. Nha giáp bá tí ba nô có nghĩa là chư thanh văn đệ tử của Đức Phật mà hành theo bát chánh đạo, chứng ngộ niết bàn, giải thoát khỏi cái mà luân hồi trong ba giới bốn loài, gọi là nha giáp bát tí ba nô. Cái đức thứ tư là sa mi, sa mi chip bá tí ba nô, sa mi chip bá tí ba nô, sa mi chip bá tí ba nô vậy đó, sa mi chip bá tí ba nô. Sa mi chip bá tí ba nô có nghĩa là những cái chư thánh thanh văn đệ tử của Phật, là những bậc mà hành giới định tuệ đúng đắn, xứng đáng để mà chúng sanh đó tôn kính lễ bái cúng dường, gọi là sami chipatibano. Đây là những bậc thanh văn đã hành giới định tuệ xứng đáng để chúng sanh lễ bái tôn kính rồi cúng dường. Còn chát ta rí bú rí xá du gà ní, chát ta rí bú rí xá du gà ní át thá bú rí xá bút gà la, chát ta rí xá du gà ní át thá bú rí xá bút gà la. Tức là chư thánh thanh văn đệ tử của Phật có bốn đôi thành tám bậc, bốn đôi tám bậc. Thì bốn đôi ở đây là như thế nào? Tức là ví dụ như là nhập lưu thánh đạo nè, và nhập lưu thánh quả, đó là một đôi. Khi có đạo là có quả, nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, tức là quả tu đầu quần đạo, tu đầu quần quả. Đây là một cái đôi, một đôi thứ nhất. Cái đôi thứ hai là nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả, đây là cái đôi thứ hai. Hay là tư đà hàm đó, tư đà hàm đạo, tư đà hàm quả đó. Còn bất lai là bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả, hay gọi là an hàm đạo hoặc là an hàm quả, đây là cái đôi thứ ba. Và đôi thứ tư là a la hán đạo, a la hán quả. Học chư thánh anh văn có tám bậc thánh. Tám bậc thánh gồm có nhất là gì, nhập lưu thánh đạo nè, rồi nhất lai bất lai đạo, rồi nhất lai đạo bất lai đạo a la hán đạo, rồi nhập lưu quả thánh quả, nhất lai thánh quả bất lai thánh quả a la hán thánh quả. Cái đó gọi là tám bậc. Cho nên tính tám bậc ở đây là tính luôn cả đạo và quả trong đó, gọi là tám bậc. Cái thứ năm là ăn đức thứ năm là a hú nay vô, a hú nay vô, a hú nay vô.
Có nghĩa là những cái thinh văn, bậc thinh văn đệ tử của Phật á, là những bậc mà xứng đáng thọ nhận những cái mà vật dụng mà cái thí chủ á, từ phương xa đem đến cúng dường cho quý ngài, để mong được cái phước báo, mong được phước báo lớn, phước báo to lớn. Tức là a hu nay vô là những cái bậc thánh mà xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng của thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường, để mong được cái quả báo to lớn. Căn đức thứ sáu là ba hú nay vô, ba hú nay vô, ba hú nay vô. Ba hú nay vô có nghĩa là chư thánh thanh văn đệ tử của Phật xứng đáng thọ nhận những cái vật dụng mà thí chủ dành cho những vị khách quý như với ngài. Tức là những vị này đó, thí chủ người ta luôn dành những cái vật dụng để cúng dường cho quý ngài, xem quý ngài là những vị khách quý, gọi là ba hú nay vô. Thứ bảy là đắc khí nay vô, đắc khí nay vô. Đắc khí nay vô là những bậc thánh thanh văn đệ tử của Phật xứng đáng được cái thọ nhận những cái vật dụng mà thí chủ có đức tin trong sạch ở nơi tâm bảo, tức là tin về nghiệp, nghiệp và quả của nghiệp, rồi đem dân cúng cho quý ngài để mong cái phước báo tốt lành cho mình và cho thân quyến của mình. Cái hạng đức thứ tám là anh chá, thực sự là anh chá, anh chá lý cá rá ni vô. Anh chá đó, lý, anh chá lý cá rá ni vô, anh chá lý cá rá ni vô, anh chá lý cá rá ni vô. Anh chá lý cá rá ni vô đó tức là thinh văn, những vị thinh văn đệ tử Phật xứng đáng cho chúng sanh chấp tay lễ bái cúng dường. Căn đức thứ chín là á nút tá răng, á nút tá răng bùn nhá khét tăng, bùn nhá khét tăng lô cá xá. Á nút tá răng bùn nhá khét tăng lô cá xá, á nút tá răng bùn nhá khét tăng lô cá xá, tức là chư thánh thanh văn đệ tử của Phật là phước điền cao thượng cho chúng sanh mà không có chỗ nào sánh bằng. Tức là những bậc đệ tử của Phật đó là cái nơi mà những hàng thí chủ để gieo vào đó để được cái hưởng cái quả phước nó to lớn mà không có nơi nào so sánh bằng. Tức là ăn đức của tăng đó, ví dụ các ngài xem được là như là cái ruộng phước điền phì nhiêu màu mỡ mà các hàng tính thí tính đó, để người ta bố thí cúng dường rồi người ta gặt hái cái quả rất là to lớn mà không có chỗ nào sánh bằng cái ăn đức của tăng. Ăn đức đó là rất là cao quý vậy đó. Anuttarang Bunyakitang Lô Cách Xá, thì trong cái chính cái ăn đức này đó, từ các ăn đức thứ nhất cho đến ăn đức thứ tư á, tức là từ cái ăn đức thứ nhất là Sabbati Bano cho đến cái ăn đức thứ tư là Sami Chibati Bano, thì bốn cái ăn đức này nó thuộc về nhân, và bốn cái ăn đức sau thuộc về quả, tức là ăn đức nhân hay là ăn đức quả. Bốn cái sau là từ cái mà thứ năm là A Hu Nay Vô cho đến cái mà thứ chín là Anuttarang Bunyakitang Lô Cách Xá, tức là bốn cái sau. Không, tức là từ cái chín cái thì bốn cái đầu và năm cái sau. Cái thứ năm là A Hu Nay Vô cho đến cái thứ chín là Anuttarang Bunyakitang Lô Cách Xá, đó là cái đức về quả, giống như là cái nhân là cái quả. Cho nên chính cái ăn đức này đã tượng trưng cho chỉ có thánh tăng mới có đủ, mới có như vậy. Phàm tăng không có đủ, có chỉ là một khía cạnh nào thôi, một phương diện nào thôi, chứ không có đầy đủ tròn cho ăn đức đó.
Ví dụ như đối với những bậc thánh là Tu Đà Hoàn, bậc sơ đạo, bậc đầu tiên cũng có đầy đủ những cái ân đức này. Bậc thánh sơ đạo thôi, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, diệu quả, tông quả, tứ quả, là những cái bậc này có đầy đủ những cái ân đức đó. Cho nên một quý vị mà cúng dường đó, chúng ngay một ông thánh thì phước báo rất là lớn, nhưng mà đâu biết ai là thánh. Cho nên đó, chúng ta nếu mà vị nào may mắn đó, đôi khi đó, cúng chúng một vị thánh, vị đó sẽ có một cái phước tương lai ở chỗ rất là lớn. Một thật sự một vị thánh, người ta chứng thánh nữa ta cũng không nói cái gì đâu, không có nói cái gì tôi là thánh, không có nói. Cho nên để cái gì á, tự biết thôi, tự duyên của mỗi người. Sau đây thì sư sẽ giảng về cái chính cái ăn đức tăng á, giảng chi tiết luôn, lấy ví dụ cho mấy quý vị biết. Thì cái ăn đức tăng thứ nhất là Sipatibano Phagawato Savakasango. Sipatibano Phagawato Savakasango. Sipatibano Phagawato Savakasango. Thực sự á mấy vị chỉ cần đọc mà, khi mà đọc mà để mình tu tập á, niệm với ăn đức, mấy vị đọc một từ thôi, Sipatibano cũng đủ rồi. Sipatibano, Sipatibano có nghĩa là chư thánh mà thanh văn, đệ tử Phật á, những vị thách đắc thánh rồi đó, thực hành, đã thực hành nghiêm chỉnh, về nghiêm chỉnh mà đúng đắn mà hoàn hảo luôn, hoàn hảo, hoàn hảo với cái là theo cái giáo huấn của Đức Phật á, tức là những vị hành không có làm khổ, không tự làm khổ mình, cũng không có làm khổ người, rồi thực hành đúng về giới định tuệ. Đối với về giới đó thì các ngài đó có cái đức tin trong sạch ở nơi Tam Bảo, cho nên tôn trọng các giới điều mà Đức Phật chế ra, dù là cái giới nhỏ nhất các ngài cũng tôn trọng, không có dám làm vừa hư cái giới đó. Các ngài đó, dù thấy một cái giới nhỏ thôi mà các ngài xem nó như là một cái giới rất là lớn vậy đó. Ví dụ như là một chánh cây đi, các ngài cũng không dám bẻ, hay là một cái lá đó, tại vì nó có sự sống đó, không dám bẻ đó. Đức Phật ngài chế giới luôn, những vị tỳ kheo không có được chặt cây đó, không có làm mất đi cái sự sống của những cái cây này nè. Đó là những giới tỳ kheo. Cho nên các ngài đó xem cái giới đó rất là quan trọng, không dám mạo, không dám làm, không dám gọi là làm hư cái giới đó. Thời Đức Phật á, có một vị tỳ kheo đó sống ở trong rừng. Thì có một hôm nọ đó, một vị tỳ kheo đó gặp cái bọn cướp. Thì cái bọn cướp này đó, nó thấy cái ông sư này đó, nó nói là gặp mấy ông sư này xui xẻo, bữa nay đi cướp gặp ông sư này chắc bữa nay không cướp không được. Cho nên nó nói gặp ông sư này xui xẻo vô cùng vậy đó. Tại ông sư là người ta đâu nghiêm mật hạnh, đâu có vấn đề cướp đâu. Cho nên tụi nó đi cướp mà gặp cái vị chân chánh như vậy là xui xẻo đó, cướp không được, bữa nay chắc cướp không có được, không có được cái gì đâu. Cho nên tụi nó ghét, bắt đầu nó bắt ông sư đó chói lại, vị tỳ kheo đó chói lại, mà nó lấy cái sợi dây rừng á, nó chói sợi dây bằng sợi dây còn sống còn tươi, mà nó lấy nó chói chừng chói tay ông lại, rồi nó bỏ nó đi. Thì ông bị chói rồi, ông nằm đó, rồi một lát sau á, bị được lửa cháy, rừng bị lửa cháy đó, đám rừng, đám lửa nó cháy từ sau cháy tới, chắc có lẽ đám cướp nó đốt á, suy nghĩ vậy đó. Nhưng mà ở trong kinh thì cũng nói là có một cái đám lửa nó đang cháy đến, thì cái vị tỳ kheo này mới nói là bây giờ á, nếu mà mình bị chói gì rồi, mà vị này không dám làm đứt cái sợi dây nữa, đứt cái dây còn tươi đó, mà sợ đứt thì sợ phạm giới cái vậy đó. Thì vị tỳ kheo mới nói là thôi bây giờ đó mình giới mình nào giờ trong sạch, mặc dù cái giới này mình vẫn giữ trong sạch luôn, mình không có ra, chẳng thà chết chứ không có làm đứt sợi dây đó, vậy đó, nguyện như vậy đó. Thì ngay lúc đó vị này chấp nhận cái sự chết, tức là lửa nó bao vây tới như nè, thì vị đó chấp nhận sự chết để mình sẽ quán cái sự chết, rồi vị này đó nghĩ đến mình trong sạch về giới, cho nên vị này tâm vị này rất là bình an, rất quan hỷ,
nghĩ mình giới trong sạch, mình sẵn sàng chết chứ không có muốn phá giới. Thì vị này đã phát triển cái thiền quán ngay lúc đó đó, đắc quả A La Hán ngay lúc đó. Lửa cần tới là đắc quả A La Hán. Cho nên đó, khi mà đắc quả A La Hán xong rồi thì lửa nó tới, nó cháy thiêu đốt ngay luôn, ngay nhập niết bàn luôn. Do cái giới trong sạch một phần rồi, với lại quyết chí. Tại vì khi mà cái giây phút tử đó đến nơi rồi, tự nhiên người ta chánh niệm khủng khiếp lắm. Cái gì bây giờ thử ấy, khi nào mà thấy mà cần chết cho nơi rồi, lo tu dữ dội lắm. Ví dụ như sẽ lấy ví dụ như trước khi trận dịch đó, thấy không ai tu hết trơn, sau trận dịch tôi thấy nhiều người tu quá trời, đó là thật. Sau trận dịch một số người còn sống lại lo tu lắm, sẽ thấy vậy đó. Tại vì ai cũng sợ cái điều chết. Nhưng mà cái này đó nó còn hơi không bằng so với cái lửa trước mắt nè, cái sợ khủng khiếp không. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này đó, do cái niềm tin ở giới, ở tam bảo, niềm tin rất là vững ở nơi giới điều của Phật chế ra, cho nên vị này thiết lập cái chánh niệm nó hoàn hảo lắm. Cho nên quán tới đâu là phiền não nó sập tới đó, sụp đổ tới đó. Cho nên ngài thâm nhập thứ thánh đế đắc chứng quả A-la-hán vậy đó. Và trong sạch về giới, một phần là cái sự hân hoan mình giới trong sạch nó cũng khởi sanh, làm cho cái tâm nó nhu nhiến hơn nữa, dễ phát triển được tịnh định xả, dễ phát triển. Cho nên giây phút đó các ngài do tu thuần thục rồi, các ngài quán phát triển lên rất là nhanh vậy đó. Chứ không phải là các ngài không có thuần, không có tu rồi ngay lúc đó mà quán cũng không có nhanh như vậy đâu. Do chúng ta tu thuần thục, tự nhiên đến một lúc nào đó chúng ta cận tử cái bên rồi, chúng ta thiết lập cái tinh niệm đó, nó vững chãi dữ lắm, dễ đắc đạo lắm. Đó là một cái câu chuyện nói về cái giới mà cái vị này đó không muốn phá giới, dù cái giới nhỏ như thế luôn đó, cũng không muốn làm gọi là làm thủng giới, không muốn làm hư hoại giới của mình. Mặc dù cái giới đó có thể sám hối hết, ví dụ cái giới đó nó nhỏ thôi, nhưng mà vị tỳ kheo nó có thể đi tìm một vị tỳ kheo khác xin sám hối cái giới đó thì nó cũng trong sạch trở lại. Tại vì cái giới này không phải là giới trọng, cho nên có thể sám hối trở lại, vẫn trong sạch trở lại chứ không có sao. Nhưng mà cái vị này cũng không vẫn giữ cho nó trong sạch như vậy đó, thà chết chứ không có làm phá giới. Cái tiếp theo là các ngài hành về định đó, thiền định. Tức là các ngài mà đắc chứng những cái tầng thiền định sắc giới hoặc là vô sắc giới nè, rồi hoặc là các vị có những cái tầng thiền đó rồi hưởng được an lạc của tầng thiền đó, nó hoàn hảo đầy đủ đó. Đây là các ngài, những vị này gọi là bậc thinh văn, những bậc mà đã hành cái định nó viên mãn, nó đầy đủ. Rồi tuệ cũng vậy luôn, các ngài cũng hành những các tầng tuệ minh sát đó, nó đầy đủ, cho nên các ngài đắc chứng được đạo quả, đắc chứng được đạo quả đó. Cho nên cái ân đức này được gọi là Sappatipanno. Sappatipanno Phagavato Savakassango. Mấy vị có thể đọc Sappatipanno thôi cũng được. Căn đức thứ hai là Uchubbatibano. Uchubbatibano. Uchubbatibano Phagavato Savakassango. Uchubbatibano Savakassango. Phagavato Savakassango. Ở đây đó là chư bậc thánh đệ tử Phật đó, là các ngài đó, nói chung là tu tập hay là hành những cái pháp mà rất là trung thực. Ví dụ như trung thực là sao? Phạm lỗi mình không có che giấu, vẫn nói sự thật, không có che giấu tội lỗi. Rồi các ngài đó, ví dụ như mình không có đức không có tài thì nói mình không có đức không có tài, chứ không có phô trương, không có kiểu làm như vợ là những cái mà hành động gọi là phô trương đó. Mình không có thật, trung thực của mình đó, tức là mình không có tài nó không có tài, mình có tài nó có tài, chứ không có phô trương. Đó là những cái hành trung thực. Chứ là các ngài cũng không có hành về ép sát, rồi cũng không có khổ hạnh gì đó. Do cái sự hành tập trung thực vậy đó, cho nên các ngài chứng đắc được cái đạo quả. Cho nên á, cái mà chân thực nó rất là quan trọng quý vị. Cái sự chân thực, chúng ta mà không có sự chân thực, chúng ta không bao giờ đi đến Niết Bàn được. Niết Bàn là chân thực mà. Mà chúng ta đến cái sự chân thực vĩ đại vậy, chúng ta phải có sự chân thực chứ.
chân thực biết chân thực, không chân biết không chân. Do vậy chứng được chân thực do chánh tư chánh kiến. Thật có chúng bây giờ chúng ta chân thực thì chúng ta biết chân thực, mà chúng ta không chân thực thì chúng ta biết chúng ta không chân thực. Do cái chánh tư chánh kiến đó mà đưa đến chứng đạt được chân thực, hiểu không? Tại vì mình chân thực thì mình nói mình chân thực, mình không chân thì nói mình không chân. Đây là cái điều chân chánh của mình đó. Mình có chánh tư chánh kiến, chánh tư duy chánh kiến đàng hoàng, có đầy đủ rõ ràng vậy đó, nhưng mà mình đạt được. Mặc dù là không chân thực nhưng mà mình biết mình không chân thực cũng đi đến, không phải giỡn đâu nha. Chứ không phải là che giấu rồi không bao giờ đắc được đâu. Tại vì niết bàn đưa đến sự chân thực. Tại vì khi mà mình mà không có chân thực đi, nó có một cái trạng thái tâm bất thiện trong đây nè. Mình cứ che giấu mãi thì mình không bao giờ đoạn diệt được cái tâm đó được. Nó vậy đó, không đoạn diệt được tâm ô nhiễm được, không có làm thanh tịnh được. Cho nên nó nhớ, không chân thực thì biết mình không chân thực, do vậy mà tâm nó tịnh. Vậy đó. Cái ăn đức thứ ba là nhà giá bá tí bà nô. Nhà giá bá tí bà nô phá gá quá tô xà vá cá sang gô. Cho nên cái này là gọi là chư thánh thinh văn đệ tử Phật đó, hành theo những bát chánh đạo mà chứng ngộ niết bàn, giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Thì các ngài đó, ba giới là sao? Sắc giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, giải thoát khỏi cái tam giới đó. Thường trong cái tam giới này đó, nó có là Đức Phật nói tam giới như nhà lửa mà, những cái phiền não thiêu đốt chúng ta, chúng ta đâu biết đâu. Chúng ta ở trong dục giới, dục giới nó thiêu đốt chúng ta, mà chúng ta là nhiều khi nhiều người đâu có biết đâu. Số ngày đắm chìm trong cái dục đó, gọi là họ không hiểu. Nhiều khi họ ham, họ vui trong đó mà bị thiêu đốt trong đó. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Rồi trong tam giới này gồm có lửa dục nè, lửa sân hận nè, lửa si mê, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu não, lửa khóc than, lửa khổ thân, lửa khổ tâm, rồi lửa thống khổ cùng cực. Đó, cho nên khi mà hành tập đó, tu tập để đạt đến niết bàn đó, là những cái phiền não lửa nó dập tắt hoàn toàn. Cho nên đó, các ngài đó mà hành pháp đó, các ngài có luôn luôn có một cái tâm mới mong mỏi, tức là cái tâm hướng đến để chứng đắc đạo quả. Ở đây không phải là tầm cầu, gọi là cái xu hướng đó, hướng đến cái điều để đắc chứng đạo quả, để dập tắt những phiền não. Thì các ngài á, luôn luôn có một cái tâm đó. Trong quá trình tu tập chúng ta luôn, các ngài cũng luôn luôn có như thế, có một cái tâm luôn luôn hướng đến để mà dập tắt những lửa tham, lửa sân, lửa si, để mà đoạn tận các phiền não, để đắc chứng đạo quả. Thì các ngài đó nghĩ rằng đó, dù có thân này đó như thế nào cũng không màng đâu, quan trọng là vẫn tu tập. Hoặc là dù lửa cháy trên đầu cũng vậy, là cũng vẫn giữ tu tập. Giống như một vị tỳ kheo nãy, hay là lửa nó đang cho ý đến để thiêu đốt, cũng phải tu tập để đắc chứng một cái đạo quả mới được. Nó cho nên các ngài hành pháp như vậy đó, cho nên nó gọi là nhà giá bát tí bà nô phát ga qua tô sa ba cát sang go. Nhà giá bát tí bà nô, ví dụ chúng ta đọc một cái gọi là nhà giá bát tí bà nô phát ga qua tô sa ba cát sang go, cái gì đó, biết được cái ân đức đó đó, là chúng ta luôn luôn phải tu tập cho bằng được, thành tựu cái đạo quả. Dù là xương thịt tan máu đổ như thế nào cũng phải gắn tu để mà thành tựu cái mục đích của mình, gọi là nha chánh ban nô phagavato savakasango. Cho nên đó, khi mà chúng ta tinh tấn hành thiền đó, nhiều khi chúng ta có những cái trở ngại mà chúng ta bỏ cuộc, không nên, chúng ta phải duy trì tiếp tục cái gì để chúng ta thành tựu cái mục đích của mình. Nó gọi là nha chánh ban nô phagavato savakasango. Căn đức thứ tư là sami chipati bano. Sami chipati bano phagavato savakasango. Sami chipati bano phagavato savakasango.
là các ngài đó là những bậc thánh đã hành giới định tuệ, xứng đáng được chúng sanh lễ bái cúng dường. Nên là các ngài đã hành thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ. Do sự thành tựu như vậy nên xứng đáng được tất cả hàng chúng sanh lễ bái và cúng dường. Ví dụ như những thí chủ mà có đức tin đó, trong sạch để tam bảo, thì cung kính lễ bái cúng dường bốn cái vật dụng đó với những chư thánh tăng để cầu mong cái pháp và phước nó được to lớn. Thì ai cũng vậy chứ, người ta sống ở đời ta luôn luôn ta muốn có cái phước báo đi tìm những bậc mà thành tựu giới định tuệ, những bậc thánh ta cúng dường để người ta anh chị, để mình có được cái quả báo, cái phước báo nó trổ ra rất là vô lượng, phước báo rất là vô biên, có thể đưa quý vị sanh thiên, cúng dường các bậc thánh có thể bị sanh lên các cõi trời ta thập tam thiên, hoặc là quý vị sanh cõi người nó có đầy đủ tài sản dung sắc, đầy đủ danh tiếng, đầy đủ về những cái địa vị trong xã hội do cúng dường các bậc thánh. Thì hồi thời Đức Phật có một cái vị tỳ kheo tên là Ajamita đó, thì cái vị này thường thường đó đi vào một cái xóm đó để hành khất, đi bát, nói chung là đi bát hàng ngày để khất thực đấy, cái thức ăn thôi. Thì trong cái xóm đó chỉ có một cái gia đình đó là có cái chiều mến đối với cái chị vị tỳ kheo này, mà gia đình đó là còn có hai mẹ con thôi, một bà mẹ với một đứa con gái còn rất là nhỏ. Thì bà mẹ nó cũng lớn tuổi, bà mẹ xem cái vị tỳ kheo trẻ này giống như con vậy đó, giống người trong gia đình vậy đó. Thì có một hôm nọ bà mẹ nó mới đi xa, thì bà mẹ mới dặn người con như thế này là con gái khi mà một cái vị tỳ kheo đó đến đó, tức là con trai đó, bà xem người đó vị đó chứ con trai đó, khi mà anh của con đó có đến khất thực á, thì nhớ lấy gạo á, gạo ngon nha, lấy gạo ngon, sữa bò này ha, rồi bơ, đường, thốt nốt, rồi mà những cái thứ đó mẹ để sẵn vậy đó, nhớ lấy để nấu cúng dường cho sư huynh của con vậy đó. Thì người con gái nó hỏi là còn mẹ ăn cái gì, thì bà mẹ mới nói là mẹ đó, ăn cái miếng cơm nguội ngày hôm qua, ăn với cái nước chua rồi. Bà nói như thế đó. Thì con gái mới hỏi tiếp là vậy chưa mẹ ăn cái gì, thì con gái hỏi chưa mẹ ăn thứ cái gì, thì bà mới nói là buổi trưa thì con nấu cháo với lại cái hạt tấm đó mà trộn với rau, thì để mẹ về mẹ ăn cái phần đó. Trong khi hai mẹ con nói như thế, vị tỳ kheo đứng ở ngoài nó nghe hết. Thì cái vị này đứng ngoài nghe, vị này mới tự giáo quấn mình. Vị này nói là mình có xứng đáng chưa, người ta ăn cái món ăn rất là nào là cháo rau, nào là những cái mặt các mầm gọi là cám á, vị cám cháo rau cám thôi á, trong khi đó người ta dâng cho mình cái gạo ngon, bơ, sữa, đường, thuốc nốt này kia, mà mình có giới, mình có xứng đáng chưa, định tuệ mình xứng đáng chưa. Cái ngày nghe ăn vậy đó, ngài bỏ đi về chỉ chỗ ngài á, ngài hành thiền, ngài bỏ đi về chỗ cái cốc của ngài, bắt đầu ngài hành thiền, nó tinh tấn buổi sáng mà ngài hành thiền tinh tấn mấy đồng hồ tới trưa đó, đắc quả a la hán gì khủng khiếp vậy đó. Tự nhiên ngài tự sách tấn mình đó là này là Ni Giá Tá, ngươi xứng đáng chưa, ngươi xứng đáng nhận những cái vật dụng mà người ta dành cho mình chưa, giới cho trong sạch chưa, định tuệ có thành tựu chưa vậy đó, đạo quả có thành tựu chưa. Tự nhiên bức xúc đi dở về cốc để hành thiền đó, thì tới trưa cũng đắc quả là hán, đắc quả là hán xong á cũng đi đến cái nhà đó khất thực. Thì cái cô con gái đó cũng nhìn thấy sao bữa nay cái mặt của ổng sáng quá đi, nó vậy đó, nó sáng mà nó sáng đặc lạ thường, không giống như những ngày khác đó. Thì cổ cũng làm, buổi trưa cũng làm sẵn rồi, cúng dường xong rồi tới mẹ về đó, cô kể cho mẹ nghe, cô nói là không biết hôm nay sao cái sư huynh đó mẹ sắc diện đặc kỳ diệu lắm, nó sáng mà nó đẹp dữ lắm vậy đó, tại đắc quả a la hán rồi, dung sắc nó đẹp lắm. Thì bà mẹ đó mới biết là
cái người này đó chắc có thành tựu đạo quả, cho nên bà vui lắm, bà hoan hỷ vô cùng luôn. Cho nên á, cái này gọi là xứng đáng á, nhận lễ bái cúng dường của các hàng thí tính là vậy đó. Cho nên các ngài đó đã thành tựu đạo quả, đã viên mãn, việc làm đã làm xong, đó gọi là cái xứng đáng là vậy. Hồi thời Đức Phật á, khi mà năm anh em Kiều Trần Như á, Đức Phật ngài nè, ngài dạy là những vị nên đi mỗi nơi một hướng để giáo hóa đó, thì lúc đó trong đó có ngài A Sách Chí. Ngài A Sách Chí á, là một trong năm anh em Kiều Trần Như. Thì ngài A Sách Chí trong quá trình mà đi khất thực á, tại vì ngài là đắc ở A Hán rồi, cho nên cái dung sắc của ngài đó có sáng luôn, sáng đẹp dữ lắm. Thì lúc đó là ngài Sariputta, ngài Sariputta lúc đó chưa có xuất gia. Ngài Sariputta là ngài Xá Lợi Phất á, là ngài còn ở bên ngoại đạo, chưa có xuất gia. Cho nên cái ngài Sariputta nè, ngài mới thấy sao cái vị tỳ kheo, vị sa môn đó đó dung sắc đẹp quá đi, cho nên ngài đi theo để hỏi pháp đó. Thì đi theo đến đó, sao thấy ngài A Sa Chí đó đến tiến gần rồi, cái ngài Sariputta hỏi là, lúc này ngài Sariputta chưa xuất gia nha, còn bên ngoại đạo nha. Cái ngài Sariputta mới hỏi là, nhưng mà lúc đó ngài Sariputta đó, tức là ngài Xá Lợi Phất, cái tên là Upatissá, hiểu không? Chưa có tên Xá Lợi Phất, chưa có tên Sariputta, thì tên là Upatissá. Thì ngài Upatissá mới hỏi ngài A Sa Chí là, sao ngài có pháp gì mà ngài có pháp thượng nhân gì không mà ngài dung sắc nó thù thắng quá đó. Thì ngài A Sa Chí mới dạy là ngài hành theo Phật, theo thầy của ngài Đức Phật. Thì Xá Lợi Phất mới hỏi là, thầy dạy cái gì vậy, thầy ngài dạy gì? Thì ngài A Sa Chí trả lời là, các pháp đó sanh lên do cái nhân gì á, thì chính nhân đó cũng đã đưa đến đoạn diệt. Thì ngài Xá Lợi Phất nghe vậy đó, vừa nghe xong đắc quả Tu Đà Hoàn vậy đó. Thì sau đó ngài Xá Lợi Phất mới về nói cho một Kiền Liên đó, một Kiền Liên là Mốc Ga La Ná, nó nói là cái pháp này là mới học được rất là hay. Thì vừa cũng dạy cho một Kiền Liên, vừa nói câu đó ra, thì một Kiền Liên nghe xong cũng đắc quả Tu Đà Hoàn luôn. Cho nên hai vị này đó quyết tâm là đi tìm Phật. Khi mà đi tìm Phật thì gặp Phật, bắt đầu ngài cho hai vị này xuất gia ê hí bích khú, gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo. Xuất gia ê hí bích khú, tức Phật ngài chỉ gọi này ê hí bích khú, tức là ê hí bích khú đó. Thì hai vị đó thì tự động là tóc rụng, râu rụng, y bát xuất hiện đầy đủ vậy đó, gọi là xuất gia ê hí bích khú, gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo. Mình muốn kể này cho nghe ha. Bây giờ học cái bài đi. Chừng nào có dịp á. Cái phần tiếp theo là thứ năm đó, tức là niệm về A-hu-nay-yo Phát-ga-wa-tô Sa-ba-ca-sang-go. Có nghĩa là chư Thánh Tăng đó, tinh văn đệ tử Phật xứng đáng thọ nhận những cái vật dụng mà thí chủ từ phương xa đem tới, rồi để cúng dường, để mong có được sự lợi ích nè, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài, gọi là A-hu-nay-yo, tức là những cái vật dụng mà nó đem từ xa đến để cúng cho các ngài, để mong cầu được những cái gọi là quả báo của sự lợi ích, sự tiến hóa, sự bình an lâu dài. Cho nên cái A-hu-nay-yo thì cũng có một cái tích chuyện nói về cái A-hu-nay-yo này. Tức là cái thời mà thời Đức Phật á, ở trên cõi Tam Thập Tam Thiên, tức là cõi mà cõi Đao Lợi Thiên á, gọi là tâm tiếng Bali gọi là Tabatin Xá. Thì trên cõi Đao Lợi đó có một cái vị thiên nam đó tên là Intaka. Cái vị này nó có cái hào quang nó đẹp dữ lắm, nó rộng vô cùng luôn, mà rất là đẹp. Tại vì á, cái vị này á, do trước kia đó, trước khi sanh lên còn thế gian đó, cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất, cúng dường Xá Lợi Phất có muỗng cơm thôi, mà cái quả phước sanh lên cõi trời trên đó, cái hào quang nó quy lực vô cùng luôn.
cái hào quang mà nó chói lọi hơn cả vua trời sắc cá nữa. Tại trên cõi Ta Bà Thiên Xá đó, cao nhất ở đó là ông vua trời, vua trời Đế Thích, tiếng Bali gọi là sắc cá, vua trời sắc cá. Ngay cả ông vua trời mà cái hào quang còn thua một cái vị này luôn, cho nên ổng lấy làm gọi là ông thấy là gọi là giống như là mình quyền lực tối cao mà mình thua cái hào quang đối với một cái vị in đá cá này. Cho nên ổng buồn á, ổng đi xuống, ổng đi xuống thế gian đó, ổng đi tìm những vị đắc đạo quả này kia đó để ổng cúng dường, để cái phước lên đó nó sẽ mạnh hơn những vị này. Tại vì thường thường mà chư thiên đó họ so kệ với nhau bằng hào quang, có vậy đó. Hào quang vị nào rộng lớn chói lọi là vị đó nó có danh có tiếng hơn, có quyền lực sắc đẹp thù thắng hơn, vậy đó, thần thông mạnh hơn, to hơn. Thì ông vua trời sắc cá đó, ông cũng tuổi lắm, ông thấy là mình gì á, mình làm vua mình thua cái vị thiên nam đó nữa, mình thua cái gì cái hào quang vậy đó. Cho nên á, cái vị vua trời nè, ông mới đi xuống, ông vua trời Đế Thích á, ông đi xuống thế gian để ông tìm cái vị nào xứng đáng để ông cúng dường. Thì hôm đó đó, ông quan sát thế gian, ông thấy là ngài Kassapa, ngài Maha Kassapa đó, ngài Ca Diếp đó, đại Ca Diếp, ngài nhập diệt thọ tưởng định trong 7 ngày, ổng canh xuất định là đi cúng dường liền. Tại vì á, cái người mà nhập diệt thọ tưởng định đó ha, cái định nó cao tột dữ lắm, cho nên cái tâm nó trong sạch vô cùng, ai mà cúng dường vào cái người đó đó, quả phước nó chỗ liền trong hiện tại luôn, quy lực như vậy đó. Cho nên thì ổng thấy, ổng biết là ngài Maha Kassapa nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày rồi. Tại vì khi mà nhập thiền diệt đó, sau 7 ngày phải xả để mà dùng thức ăn mới có thể tồn tại cái thân này, sắc thân này được tiếp tục. Cho nên ngài mới đi khất thực. Thì ông vua Đế Thích với lại bà hoàng hậu đó, hai người đó, quá thành một cái ông già, bà già rất là già, để mà tạo ra một cái ngôi nhà ở dọc đường đó, canh ngài Maha Kassapa đi đến để cúng dường. Mà hai vị này đó lấy thức ăn của chư thiên cúng. Cho nên đó, khi mà bỏ cái thức ăn vô cái bát của ngài, ngài thấy ủa sao hai cái người này nghèo hèn như vậy mà thức ăn nó tuyệt vời quá đi. Nó vậy đó, tức là mùi thơm đặc biệt quá. Ngài Cách Sá Bá ngài nói ủa sao hai cái vị này đó nghèo hèn thấp kém mà sao có thức ăn nó cao quý như thế này, thức ăn nó thơm quá đi. Cái ngài mới nhìn, ngài dùng thiên nhãn ngài nhìn thấy cái này, trời ơi, thì ra là vua trời Đế Thích, thì ra là hoàng hậu với lại đức vua Đế Thích. Cái ngày mới quát, ngày nói nè, mấy người đó cướp cái phần của người nghèo, cướp cái phước báo của người nghèo, cái ngày đẩy bác lại không cho bỏ vô. À, để bắt lại ngày không cho vô, ngày đi để cho nhận cái mấy người nghèo đó, tức là tế độ mấy người nghèo đó. Vậy đó, ông vua đó ông càng buồn thảm nữa, vua trời. Cho nên á, ngày Kassapa đó, ngày nói để lão tăng á, ngài nói là hai vị đã cao quý như vậy rồi đó, để lão tăng đi tế độ những cái người nghèo khác. Hồi xưa cái hạnh của ngài Kassapa thì nó gì đó, đi tế độ những cái người nghèo mà để cho người ta sanh lên cõi trời được giàu sang, hoặc là sanh làm người gì đó. Cho nên đó, khi mà thường đó, những vị chư thiên đó, người ta biết những vị mà hàng tỳ kheo nào có đắc đạo quả này kia đó, là các ngài hộ trì hoặc là để các ngài kiếm phước chứ không có gì hết á. Tại vì cúng dường vào đó hưởng cái phước nó vô lượng vô biên. Cho nên cái này gọi là A Hú Nay Vô Phagawato Savakasango. Căn đức thứ 6 là Ba Hú Nay Vô. Ba Hú Nay Vô có nghĩa là những bậc thánh đệ tử Phật á, xứng đáng được thọ nhận những cái vật dụng mà thí chủ dành cho các vị, mà xem các vị giống như là những vị khách quý vậy đó, gọi là Ba Hú Nay Vô. Khi mà những vị khách quý ta đến thì ta dùng những cái vật phẩm tốt nhất, ngon nhất để cúng dường, để mà tiếp đãi để cúng dường. Cho nên những cái vị này gọi là Ba Hú Nay Vô, tức là xứng đáng nhận lãnh những cái vật dụng mà tốt nhất dành cho các vị, xem các vị giống như là một vị khách quý nhất. Thường khách quý ví dụ như cũng có hai hạng, ví dụ như phàm tăng cũng thánh tăng, mà phàm thánh tăng thì khách quý hơn nhiều. Trong cái bài kinh về thiện đó, tức là Kusala Sutta, Đức Phật có dạy rồi, ví dụ như một vị tỳ kheo tăng mà tới một cái gia đình nào đó đó,
thì cái người trong gia đình đó đó, ví dụ một cái việc tăng có giới đức nha, mà tới cái gia đình nào đó, đó mà gia đình đó có sự cúng dường đối với đó, thì gia đình đó sẽ có 5 cái quả báo do cúng dường đúng chúng ngay cái người giới đức trong sạch đó. Thì có 5 quả báo. Quả báo thứ nhất là ví dụ như là sau này mình đi đến đâu á, mình được người ta kính trọng nè ha, rồi thỉnh ngồi những nơi cao quý nè, rồi những người trong gia đình của cái người đó đó được tái sanh vào cái dòng dõi cao quý, cái gì đó. Rồi cái quả báo thứ hai là ví dụ như là vừa được ngồi chỗ cao quý nè ha, với lại tiếp đãi, được tiếp đãi những cái thứ mà dân cơm nước thuốc trị bệnh, hoặc là những cái gì đó nó gọi là những mà người ta khác quan hỷ, ta dành cho mình vậy đó. Cái quả báo nó có vậy đó, mà ta không có keo kiệt. Tức là khi mà mình cúng dường cho chư tăng, mình có quả báo là sau này đó mình người ta không có keo kiệt tới với mình được cái quả báo đó, cái gì quý là cũng dành cho mình không à, không có keo kiệt với mình. Rồi mình được cái quyền cao chức trọng nữa. Cái quả báo tiếp theo là được cái bố thí mà tùy theo khả năng á, được cái tài sản, tức là được cái quả báo có nhiều tài sản nè, rồi giàu sang phú quý nè, rồi những người đó khi mà được cái quả báo đó là khi nghe pháp đó thường thường có trí tuệ, hiểu biết rất là rõ, nhanh lẹ. Nghe pháp thì là người có phước báo thì người ta hiểu ngay liền, trí tuệ nhanh lẹ. Rồi trong quá trình luân hồi đó, khi mà mình có quả báo là mình có thể là mình gặp được những vị thánh tăng, hoặc là mình có thể mình có một cái cơ duyên nào đó có thể mình tu tập đắc chứng đạo quả nữa, cái này rất là quan trọng. Tại thường á, mà quý vị mà kết duyên á, cúng dường một vị thánh nào đó một bữa ăn á, thì chắc chắn tương lai quý vị sẽ đắc một cái quả thánh, ít nhất là cũng sơ quả, nó gieo một cái duyên vậy đó. Ví dụ như cái vị đó là tu đạo quần đi, mà mình không có biết, nhưng mà mình cúng dường một bữa ăn cho vị đó đó, thì một kiếp tương lai đó mấy vị cũng đắc được một cái quả như vậy. Vậy đó, nó là một cái nhân duyên nó đưa đẩy vậy đó. Trong một cái kiếp nào đó chắc chắn mấy vị sẽ dối đến cái mốc của đạo quả tu đạo quần á. Trên cái này gọi là ba hút nay vô phát gác quá tô xa và cách sang gô. Còn cái ăn đức thứ bảy gọi là đắc khi này vô, tức là những cái vị thánh tinh văn đệ tử xứng đáng được cái quả báo tốt, quả báo lớn cho mình trong những cái kiếp, mà những cái vô lượng kiếp tương lai đó. Tức là khi mình cúng dường cho những cái vị này nè, những vị thánh này nè, thì mình có được cái quả báo tốt cho vô số kiếp trong tương lai. Và ví dụ như mình hoặc là mình quan hỷ, ví dụ cái người ta cúng dường cho một vị thánh đi, nhưng mà mình quan hỷ thôi, mình cũng có phước nữa, mặc dù mình không có cúng, nhưng mà mình quan hỷ với cái phước người ta làm thôi, mà mình cũng có phước, sau từ những cái tương lai mình cũng có cái phước báo rất là lớn. Cho nên cái quan hỷ phước rất là quan trọng. Cho nên đừng có thấy người ta cúng rồi mình ganh ghét nha, không có phước đâu, tại vì cái quan hỷ đó nó sẽ ảnh hưởng với nhau, tâm quan hỷ với gì có ảnh hưởng, do cái sự ảnh hưởng đó mà nó có phước báo. Cái hỷ nó làm ảnh hưởng các tâm, nó vậy đó. Mà ảnh hưởng vậy, ví dụ như người đó quan hỷ với sự cúng dường, mình quan hỷ với sự cúng dường, mình cũng có phước luôn. Thời Đức Phật cái đó, có một cái ông phù hộ đó, hàng ngày ông cúng dường hàng ngày, tức là ông gọi là ông xả thí á, cho tất bất cứ ai, dù là tu dù là những bậc sa môn đến khất thực, hay là những người nghèo, bất cứ ai đến chỗ ổng thì ổng cúng dường, ổng xả thí mỗi ngày vậy đó. Thì ở trong xóm có một cái chàng thanh niên đó rất là nghèo, ổng tuy rằng không có vật để cúng dường, nhưng mà ổng thấy ai đến ổng chỉ lại ông đó đó, lại ông đó đó ổng cúng, lại ông đó đó ổng cho, tức là lại cái nhà đó ổng chỉ vậy nè, ổng dùng cái tay ổng chỉ lại cái nhà đó đó sẽ có người cho,
đó, mà ông cứ làm vậy hoài mà ngày nào cũng vậy chứ. Biết bao nhiêu người đi đường từ xa đến, ông chỉ là ông nói, là ở nhà đó đó có người cúng dường cho, mà bao nhiêu thôi mà có phước báo đó. Cho nên sau đó mà ông sanh vào một chư thiên, cứ đại thiên dương đó, cứ đại thiên dương, ông làm một thọ thần mà ông chỉ cái xuất hiện, chỉ xuất hiện quả báo vậy đó. Ông muốn cái gì cái ông chỉ cái nó xuất hiện ra, phước báo vậy đó. Vậy do cái quan hỷ thôi mà nó trở thành một cái năng lực phước báo luôn. Cho nên ổng sanh vô cõi tứ đại thiên dương là một chư thiên, rồi là thọ thần trong cái cõi. Tại vì tứ đại thiên dương cũng sống như, chung với loài người nè, nhưng mà mình không thấy đâu, gọi những thần cây, thần núi, thần này kia đó. Ổng có cái phước đó, ví dụ ổng muốn cái đó ổng chỉ nè, nó hiện ra. Tại vì cái chỉ nào giờ quá khứ đó, chỉ người ta đến nhận vật thực á, mà nó tạo một cái năng lực đó luôn đó. Ví dụ như ổng muốn nước nóng đi, chỉ nóng hiện ra vậy đó. Quan hỷ nó chỉ có gì do cái tâm quan hỷ đó. Nên khi mà mình cúng dường đó với một cái tâm quan hỷ đó, nó phước báo dữ lắm. Có một cái sự tích như thế này là ngài Kassapa đó, ngài nhập diệt thọ tưởng định, có một lần nọ đó ngài nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày. Khi ngài xuất định đó, ngài quán là hôm nay đó nên giáo hóa ai, tức là nên đi đến nhận cái thức ăn của người nào. Thì ngài thấy có một cái bà già, bà lão đó đó rất là nghèo. Bà đó đó là ngài quán là ngài thấy là đêm nay bà sẽ chết, nếu mà ngài không lợi giáo hóa thì bà lão đó đó không có phước báo, bà sẽ sanh vào địa ngục do cái quả bất thiện của bà nhiều quá. Thì ngài thấy gì, ngài thương xót đi, ngài mới đi lại đó đó để mà bà lão này đó để tế độ cho bà. Thì cái bà lão này rất là nghèo, hàng ngày bà mới sống với một cái mái hiên thôi của một cái nhà giàu đó. Thì sáng nào cái nhà giàu đó cũng lấy cái mà cơm trái đó bỏ dục, thì cái bà lão này lấy cái phần cơm trái đó mà sống mà ăn đó. Ngày nào bà cũng lấy cái phần cơm trái bà đi dành bà để ăn chứ. Thì ngày Kassapa ngày đi lại trong một cái con đường để đi đến nhà bà đó đó, thì ông vua trời đế thích cũng vậy, ông cũng xuống, ông cũng hóa hiện ra một cái ông lão cúng dường cho ngài. Nhưng mà lần này ngài kinh nghiệm rồi, ngài nhìn có ai, ngài thấy vua trời, ngài cũng nói nữa, ngài nói sao ông cứ dành phần của người nghèo không vậy, sao ông dành phước báo nghèo không vậy. Ngài cũng đẩy bác lại, không cho vua trời bỏ vào đó. Xong cái những người khác cũng bỏ, nhưng mà ngài đẩy bác lại, ngài không nhận. Thì mấy người kia thấy ngài đẩy bác rồi họ đâu có bỏ được. Xong cái ngài cũng tiếp tục ôm cái bác đi đến bà lão đó, ngài đứng đó hoài. Mà bà lão bà nói nè, trời ơi, ngài cao quý như vậy á, ngài nổi tiếng về giới hạnh đó, ai cũng nghe tiếng nghe danh của ngài chứ đó, mà sao ngài đứng đây hoài vậy, mình không có gì cúng chứ bây giờ sao vậy ta. Đó, bà suy nghĩ vậy đó. Thì ngài Sa La Phất ngài cũng đứng, ôm mà ngài Kassapa ngài đứng đó hoài luôn, ngài chờ bà cúng. Thì bà mới nghĩ là mình đâu có gì đâu, cúng giờ ta, mình chỉ có cơm cháy thôi chứ có gì, mới sáng lượm được miếng cơm cháy để chưa ăn, bây giờ cúng thì nhịn đói. Nhưng mà cũng muốn cúng lắm, tại vì á bà biết là cúng dường giờ cho cái vị mà đầy đủ giới đức như thế đó sẽ có phước báo rất là lớn, nhưng mà ngại quá đi, không lẽ mình lấy cơm cháy mình cúng, bà nghĩ gì đó. Thì ngài Sa Bát ngài biết, ngài mới nói là bà cứ có gì cứ cho bằng tăng đi, cho cái nghèo nhất của bà đó, cái gì nghèo nhất bà cứ cho, nói luôn. Thì bà quan nghĩ liền, tại vì chắc ngài chấp nhận, ngài mới nói như vậy. Cho nên bà mới lấy miếng cơm trái đó bỏ bà bác cho ngài. Thì ngài chạy tòa cụ tại số đó, ngài ngồi xuống ngài ăn trước mặt bà luôn. Bà thấy mà quan hỷ quá đi đó, cái hỷ nó rất là quan trọng, tức là vừa cúng cho một vị mà thanh tịnh đệ nhất đó, mà bà phát khởi cái hỷ niềm vui được ngài ăn cái thức ăn của mình nữa, ngài không chê mình là thấp kém thức ăn là cơm trái này kia đó. Cho nên bà mừng quá luôn, bà quan hỷ hỷ lạc nó bừng lên, cái hỷ nó phát khởi cái bà. Thì chiều hôm đó đó bà chết, bà sanh lên cõi gọi là cõi quá lạc thiên rất là cao, 6 cõi trời dục giới ha, là cõi thấp nhất là cõi gì, tứ đại thiên dương, kế là gì, tam thập tam, tức là cõi ta quá tinh xá đó, cõi đau lợi thiên á, cao hơn cái đau lợi thiên đó là dạ ma thiên, cao hơn dạ ma thiên là đau sức đà thiên,
cao hơn trong xuất đạo thiên là sao? Quá lạc thiên. Rồi cao hơn nữa cõi nữa là tha quá tự tại. Tha quá tự tại mà cái cõi quá lạc thiên đó là chư thiên hưởng cái phước mà thù thắng lắm. Mình muốn cái gì mình quá hiện cái đó mình có liền gì đó, cho nên bà sanh lên cái cõi đó đó. À, lúc đó đó, buổi chiều đó đó, ông vua Chợ Đại Thích ông thấy biết cái bà này chết rồi, cái nào ông nhìn xuống, ông nhìn tại vì vua Chợ Đại Thích ở cái cõi thứ ba, ông cõi thứ ba ông nhìn xuống cõi ổng, cõi nhìn xuống thấp hơn, nhìn xuống nhân loại, ông nói ủa cái bà này bà cúng cho ngài sao lại phát mà bà sanh đi đâu ta không thấy, mà không thấy bà không chịu nhìn lên, ông chịu nhìn lên cho nên ông đâu thấy đâu, sanh cái cõi cao của vua trời mà, cho nên á ông mới đi hỏi Đức Phật. Ngài nói đó, hồi sáng thấy cái bà nghèo khổ đó, buổi tối đó đi hỏi Đức Phật, biết bà cúng cho Đức Xá Lợi Phất mà sau khi xuất diệt Thọ Tướng Định biết bà sanh đi đâu. Đức Phật Ngài nói sanh lên cái cõi mà quá lạc thi, chỗ tức hồi hội luôn. Ngày sáng mình bỏ vô bát mà Ngài không có nhận, mà đi nhận cái miếng cơm cháy của bà đó. Cái câu chuyện đây ý nói là cái sự quan hỷ của bà đó, mà phước báo nó cao vậy đó, nhưng mà vừa lại cúng vào cái vị mà nhập diệt Thọ Tướng Định, cho nên của bà phước đó, nó chỗ lớn rất là lớn, xứng đáng cũng được cúng dường là vậy đó, với lại có do nhờ có quan hỷ nữa. Có một cái câu chuyện về ngạ quỷ đó, có một cái loài ngạ quỷ đó mà năm kiếp quá khứ đó bà là mẹ của ngài Xá Lợi Phất, tức là kiếp trong quá khứ đó bà là mẹ của ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà lúc đó đó thì bà ngạ quỷ đó đó hiện tại bà là ngạ quỷ, nhưng mà năm kiếp trước đó, bà là trong một cái gia đình rất là giàu, bà là vợ của ông một trưởng giả trong đó. Thì ông trưởng giả trong đó đó ổng cái tâm ổng hào phóng lắm, hằng ngày ổng cũng bố thí đủ thứ hết trơn đó. Thì khi mà ổng đi công chuyện đi thì ổng nói với bà vợ nói là bữa nay là tôi đi bận công chuyện cho bà ở nhà đó, có ai chư tỳ kheo nào đến đó, thì cứ dâng thức ăn đầy đủ đi. Nhưng mà bà thì làm ngược lại, nó đến thì bà chửi là tức là người bất cứ ai, người nghèo người gì trên bà cũng chửi đó, bà chửi là ăn phân ăn phẩn đi chứ ăn cơm gì, bà chửi đủ thứ cho nó ăn mũ máu ăn này kia, ăn nước giải đó, phân gì đi, bà chửi gì đó. Do cái tâm đó đó bà chết, hết tuổi thọ bà chết, bà sanh làm ngạ quỷ mà suốt ngày đó, đi tìm thức ăn dơ dái để ăn không bà, ăn phân ăn nước tiểu ăn mặt đờ mà người ta nhổ khạc ở đó đi ăn nữa đó, cái nghiệp giống vậy chi phối gì đó mà thân hình ốm gì đó. Thì bà làm ngạ quỷ kéo dài năm kiếp như vậy đó. Cái bà nhớ là ngài Xá Lợi Phất á, kiếp trước là con của bà đó. Bà đi lại bà xin là bà đến nhà đó. Thì lúc đó cái ngài Xá Lợi Phất những ngày cuối đời đó, ngài cũng sắp nhập niết bàn rồi, thì ngài về thăm mẹ đó. Nhưng mà đó, ngài đỡ trong nhà buổi tối thì ngạ quỷ nó vô đứng ở ngoài, thì có ông chư thiên ông cản lại, ông không cho vô. Thì bà nói là ngài Xá Lợi Phất trước đây đó, năm kiếp trước đây đó là con của tôi đó, bây giờ cho tôi vô, tôi đảnh lễ ngài đi đó. Thì bà mới, ông chư thiên ông nghe vậy thì ông cho bà vô. Bà đi vô thì Đức Xá Lợi Phất ngài hỏi là bà ngạ quỷ nè, bà muốn cần cái gì ở bằng tăng chứ, muốn cần có thể giúp cho bà cái gì. Thì bà mới nói bà khổ quá đi, bà muốn ngài chi phước cho bà. Tại vì bà kể là bà ngài năm kiếp trước đó là con của tôi, nên bây giờ con hãy thương xót mẹ đi để mà cho một cái phước gì đó để cho mẹ đỡ khổ. Thì ngài Xá Lợi Phất lúc đó đó, ngài mới nói với ngài Mục Kiền Liên này, ngài Anuruddha này, anh Nồng Lâu Đà đó, thì hai vị này đó đi đến cái cung điện hoàng cung của ông vua Bình Sa Dương Bibisara đó, thì nói cái sự việc như thế này như vậy đó, kể ra hết. Thì ông Bibisara ông mới thấy vậy thì nên ông cúng dường một cái cốc rất là lớn để cho chư tăng á, để cho ngài Xá Lợi Phất chứ, để cho ngài Xá Lợi Phất. Rồi bắt đầu ngài Xá Lợi Phất á, ngài làm cái lễ dâng cái phần cốc đó, cốc liêu đó cúng cho chư tăng đó, có Phật chứng minh nữa. Thì sau khi cúng xong, ngài chia cái phước đó cho bà, thì bà hưởng. Thì chia cái phước cho bà đó, vừa chia xong cái bà tự nhiên á, thân ngạ quỷ bà quá thành thân chư thiên, xuất hiện thành thân chư thiên liền, bay lên lâu đài trên đó liền. Vậy đó, thì bà xuất hiện trên lâu đài, nó quá hiện thành chư thiên rồi. Bà đi xuống, bà xuất hiện xuống, bà đền ơn Xá Lợi Phất, tức là bà cảm ơn đó.
thì xuống bà mới cái đó, ngày sơ phát nói ủa bà là chư thiên, ủa chư thiên nè có chuyện gì không đến gặp bà, nó nói là cô chư thiên quay lực như vậy đó đến gặp bần tăng có chuyện gì không, thì bà mới nói đó bà là cái ngạ quỷ mà đêm qua đó đến xin phước đó, hôm kia đến xin phước đó do nhờ công đức của Thái Lợi Pháp Chia mà bà được thành tựu như vậy đó. Cho nên sẵn đây sư kể cho quý vị một cái pháp này rất là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta làm phước, bất cứ một cái phước gì nha, chúng ta luôn luôn hãy hồi hướng đến ông bà cha mẹ của chúng ta đã quá giảng trong quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp quá giảng trong quá khứ, để cho họ hưởng được cái phước. Tại vì biết đâu họ lọt vô cõi ngạ quỷ rồi sao. Tại vì cái phước này đó nó sẽ đi đến cái hàng ngạ quỷ mà họ nhận được phước báo đó. Ví dụ cúng dường vật thực cho chư tăng, nhưng mà phải cúng cho chư tăng mới đi được nha. Tại vì tăng có cái lực gọi là đắc khí này vô đó, cái năng lực gọi là chi phước, nó có cái công đức trong đó, nó có cái năng lực, cái ân đức của chư tăng trong đó, là cái phước báo này mình có thể chia cho thân bằng quyến thuộc của mình. Ví dụ thân bằng quyến thuộc của mình đó mà đã sanh vào cõi ngạ quỷ rồi đó, họ sẽ nhận được với một cái điều kiện là sau khi mấy vị làm phước mấy vị hồi hướng liền nha. Tại vì ngay cái lúc mình làm phước, cái tâm gì? Tâm hỷ à, cái tâm đó nó ảnh hưởng chia nó đi. Chứ mấy vị để một lúc khác á, cái tâm hỷ nó sập xuống rồi, nó trở vào dòng ngũ phần rồi, thì cái phước đó giống như cất vào kho rồi, không có lấy ra được nha, chia không có được nữa. Mấy vị nhớ một cái điểm này, tức là vừa cúng xong mấy vị chia liền, hồi hướng liền, tức là vậy nè. Nguyện phước báo này, nguyện phước báo mà con đã làm hiện tại này, đang làm này, phước báo này, nguyện hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc hoặc là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá giảng trong quá khứ đó, nguyện cho họ được hưởng trọn vẹn phần phước báo này, thì họ sẽ nhận được. Chứ đừng có để chiều nguyện nha, phước nó mất tiêu rồi, nó vô cái dòng ngũ phần, nó cắt vào kho mấy vị rồi, sau này mấy vị hưởng chứ ta không có chia được nữa. Tại vì cái tâm hỷ, ngay lúc cái tâm hỷ là tâm ảnh hưởng nên cái người ta có cái gọi là cái hỷ đó, thấy người khác cúng dường mình có cái sự vui đó, quan hỷ đó, nó ảnh hưởng phước vậy đó. Cho nên mấy vị đó, cái phước này nó chia đến cho thân bằng quyến thuộc của mình, mà Đức Phật nói chắc chắn thân bằng quyến thuộc mình sẽ có lọt trong đó. Tại vì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp biết bao nhiêu muôn thở trong quá khứ, mình đâu biết được, chắc chắn có lọt vào trong đó. Từ vô thủy đến bây giờ biết bao nhiêu thân cha mẹ của mình, hiểu không? Chắc chắn có người lọt vào đó. Cho nên mình cứ nguyện đi, phát nguyện, nguyện phước báo này, nguyện hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của con nhiều đời nhiều kiếp đã quá giảng trong quá khứ, nguyện cho họ được hưởng trọn vẹn phần phước báo này, thì họ nhận được. Nhớ đó, làm liền, nếu không là phước nó mất rồi, phước nó đi vào dòng ngũ phần, nó sập vào phán gá rồi, thì không có chi được nữa. Cho nên nhiều người ta không biết đâu, ta làm xong, đang lúc làm ta quên hồi hướng, tới chừng mấy tiếng đồng hồ sao nhớ lại phước đầu hồi hướng nó thật luôn đó. Cho nên phải làm nước nữa đi rồi hồi hướng. Nhớ đó, đang làm hồi hướng, cái tâm quan hỷ nó dâng lên đây nè, nó có lưu trữ cái phước báo trong đó, tâm hỷ đó. Tâm hỷ này thường cái phước đó, phước hưởng ở thế gian, hiểu không? Còn tâm xả, phước hưởng đưa đến niết bàn, nhớ không? Làm phước với tâm xả thì cái đó nó đi vào ba la mật, nó đi đến thành tựu đạo quả niết bàn sau này. Nhưng mà làm phước với tâm hỷ đó là hưởng được ở thế gian thôi. Nhưng mà ngay lúc làm mình cũng có tâm hỷ, chắc chắn mình lên chia cho hai bằng kỹ thuật của mình, chắc chắn họ đang cần thiết, mà họ có phước rồi, họ hộ trì cho mấy vị nó vậy đó, hộ trì cho con cháu được cái thịnh vượng, hiểu không? Cái này ít ai chỉ mấy vị lắm, chứ nó thật luôn đó. Đa số người ta nói chia nhưng mà chia lúc nào, nhiều khi cúng dường buổi sáng à, buổi chiều mới nhớ lại thôi rồi. Cho nên cái gọi là cái ân đức này gọi là ahu này giá đó, là phước có thể chia cho những người khác, những người quan hỷ đều ảnh hưởng của sự phước báo đó. Mà cái phước mà cúng dường cho bậc thánh tăng nha, mới có được cái năng lực đó, mới có được cái ân đức đó, ân đức của tăng là vậy đó. Chứ cúng dường cho đôi khi phàm tăng mà có giới đức cũng có cái ảnh hưởng đó, nhưng mà nó không bằng cái oai lực của một vị thánh, dù là thánh sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, vẫn có một cái oai lực đó. Tại vì Đức Phật này nói cái phước đó nó ví như nước chảy từ trên cao đi chảy xuống vậy đó, chảy từ trên cao chảy xuống. Cho nên nếu mà cái phước mình không thể chia sẻ được chư thiên, tại chư thiên cao hơn,
loài người mình cũng không chia sẻ được, tại loài người không có nhận được. Nhưng mà có sự quan hỷ, nếu mà họ quan hỷ ngay lúc mình làm phước đó thì họ có phước, tại cái tâm của họ phát khởi cái hỷ đó, vui vui cái phước báo đó thì họ có. Nhưng mà cái sự chia đó là không có được, tại vì nước chỉ chảy đi xuống thôi, ngạ quỷ nó thấp hơn cõi người, cho nên mình có thể phước nó đi xuống, họ nhận được cái phước báo nó là vậy đó. Phước cúng dường vật thực nó mạnh lắm, mà cúng cho chư tăng thánh tăng này kia đó, là tại vì phước báo cúng dường vật thực đó, nó làm sao nó nuôi mạng này ha, nó được cái gì sắc là sắc đẹp này ha, được tuổi thọ nè, sống sống lâu sắc tốt đó, tuổi thọ rồi an vui nè, hạnh phúc đó, siêu sức mạnh, sức mạnh cả trí tuệ, sức mạnh lẫn tinh thần, sức mạnh của thân này và sức mạnh cả trí tuệ nữa. Cho nên cúng dường cái vật thực đó, nó chia phước, nó chia cho rồi mình chia đó, thì cái hàng ngạ quỷ họ nhận được, họ có đầy đủ hết trơn luôn, họ rất là đầy đủ, rất là sung mãn phước báo. Còn bình thường đó mình vẫn chia cho tất cả chúng sanh để chi, để cho cái tâm của mình đó nó mở rộng cái từ bi của mình ra, mình tập như vậy đó. Ví dụ cúng dường xong mình hiện cho tất cả chúng sanh được hưởng cái phước báo này, thì cái tâm của mình nó cởi mở hơn, nó rộng lượng hơn, chư thiên họ nghe họ cũng quan hỷ vậy đó. Nhưng mà không có nhận được, nhưng mà có quan hỷ thì có phước hay vậy đó, thì có quan hỷ tự họ có phước. Rồi có một lần có một cái cô đó, cô thiếu nữ đó 16 tuổi thôi, cô thấy từ xa đó ngày, tức là buổi sáng cô có bắp rang thôi à, để cô đem ra ngoài đồng á, rồi cô làm cỏ này kia, rồi cô lấy bắp đem theo để buổi trưa cô ăn. Thì khi mà cô làm cỏ như vậy đó, thì cô thấy ngài Kassapa từ xa đi đến. Có lần nọ ngài Kassapa cũng nhập diệt thọ tưởng định đó, mà xuất định đó, thì ngài thấy cái cô gái này nè, tiền kiếp có duyên với ngài, duyên giống như là duyên những cái mà thao biến thuộc đó, cho nên ngài đi đến để độ cô gái này. Không, mà như ngài Sa Điếu Tá chứ, tức là ngài Sa Lợi Phất đó, chứ không phải ngài Kassapa, ngài Sa Lợi Phất. Thì khi ngài đi đến tiếp cận gần cô gái này thấy là cổ quan hỷ với ngài quá đi, mà thì cổ thấy là ngài mình chỉ có bắp rang để dành bữa trưa ăn thôi, nhưng mà cô quan hỷ quá đi, cô lấy hết cái phần đó cúng dường cho ngài. Cúng dường xong thì cô đảnh lễ đó, đảnh lễ một cách đầy đủ, năm quốc đụng đất, hiểu không, tức là nguyên cái chỗ này đụng đất nè ha, hai gói đụng đất nè ha, hai đầu gói cùi chỏ nè, chán nè, cúng dường so cho ngài xong, đảnh lễ năm vóc đụng đất rất là trang nghiêm. Ngài Sa Lợi Phất ngài nhìn, ngài Sa Lợi Phất nhìn thấy cô gái này đảnh lễ có một cách trang nghiêm đầy đủ, năm vóc đụng đất đầy đủ. Cho nên á, vừa cúng dường xong thì cô này mới băng qua một cái ruộng, thì băng qua nó vô tình đạp con rắn độc, nó cắn chết. Nên khi cắn chết đó, thì cô gái này tái sanh lên cõi đau lợi đó, nó quy lực vô cùng luôn, tức là sanh lên đó ha, cổ có gọi là cái sự ảnh hưởng đó, do đảnh lễ mà năm vóc chạm đất đó cung kính đầy đủ, cho nên cổ sanh này đó có cái quay lực, cái quyền lực á, uy lực vô cùng, hào quang chiếu rọi rồi một cái vị thiên nữ mà có nhiều cái quay lực như vậy đó, mà dung sắc rất là thù thắng. Không, hình như là ngài cúng cho ngài Kassapa chứ không phải ngài Sa Lợi Phất, ngài Kassapa thì nhớ lộn đó. Thì cổ mới thấy vậy, cổ đi xuống để sao, để mà đền ơn á. Thì cổ đi xuống, cổ quét sân cho ngài, quét cốc liêu cho ngài đó, nhưng mà ngài không chịu, ngài đuổi đi, ngài nói không, cô bây giờ là chư thiên quay lực như vậy rồi, để cho người nghèo ta làm nói vậy đó. Ngài đuổi thì cổ khóc, cổ buồn tuổi, cổ khóc cổ đi đến Phật, cổ kể vậy đó. Ngài biết, ngài xuất hiện, ngài sẽ thuyết pháp cho cổ, cổ đắc quả tu đà quần như vậy đó. Trộm này toàn là những người ta cúng dường bậc thánh là được cái duyên đủ thứ hết trơn đó, hiểu không, từ duyên này đến duyên nọ để đến đắc chứng đạo quả nó vậy đó. Nhiều chuyện quá cho nên nhớ không có kỹ cái này gọi là nhiều chuyện đó. Cái mà cái ăn đức thứ 8 đó gọi là Anchali Karaniyo. Anchali Karaniyo Phagavato Sawakasango. Tức là chư thánh và thinh văn đệ tử của Phật á,
xứng đáng cho chúng sanh chắp tay lễ bái cúng dường để cầu mong được cái sự lợi ích nè, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong cái kiếp hiện tại cũng như là trong vô lượng kiếp trong tương lai. Bởi vì các chư thánh tăng đó thường thường là giới đức trong sạch nè, rồi giới đức, rồi định đức, sức định đó các ngài cũng thành tựu định, ví dụ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, hoặc là bốn thiền vô sắc giới nữa, đó là thành các ngài có tên giới đức nè, rồi định đức, rồi tuệ đức. Tại vì các chư thánh tăng thường dễ đắc định rồi mà ta mới tu đắc đạo, cho nên gọi là chư thánh tăng. Thì các ngài đó là thường thường là tâm hoàn toàn trong sạch, không có bị ô nhiễm, cho nên đó, xứng đáng cho nhân loại, xứng đáng cho chư thiên phạm thiên tôn kính chắp tay lễ bái cúng dường. Cho nên người ta nói là chư thánh tăng đó, các ngài là phước điền của chư thiên và nhân loại là gì đó, gọi là Anjali Karaniyo. Thường thường là ở cõi mà chư thiên này kia đó, ví dụ như cõi mà cõi Đao Lợi hay bị những cái mà hàng Asura là giả so đó, hàng năm nó lên đánh nhau. Cho nên nếu mà các vị đó mà không có đủ đức á, không có đủ phước báo thì đánh không có lại. Đánh không lại thì cái thế giới đó nó bị Atula nó chiếm. Cho nên thường là chư thiên ở trên đó lại đi xuống thời Đức Phật mà đi xuống thế gian để mà cúng dường cho các bậc thánh đó, để có phước báo. Phước báo gì đó nó oai lực. Nó oai lực thì mới nó có thể đánh thắng lại cái hàng Atula được chứ. Thực sự không có yên đâu quý vị, ngay cõi người cũng không yên, các cõi trời cũng không yên đâu, đánh nhau suốt ngày đó. Tại vì các cõi trời đó có hàng Atula thường thường nó hàng năm nó kéo lên đánh ở cái cõi trời Đao Lợi đó. Tại vì cõi đó rất là đẹp. Cho nên hàng Atula nó cũng có những thần thông đầy đủ rồi đó. Nhưng mà các hàng Atula thì nó không có biết cúng dường. Thường thường chư thiên các chư trời đó thích đó, muốn có những nhiều con quay lực thì xuống thế gian cái thời Đức Phật mà tìm những cái vị đắc đạo quả, cái vị thánh để mà chứ cúng dường. Thì cúng dường xong đó thì cái quả phước đó, mấy ngày nó được hưởng trên đó liền. Quả phước nó rất là thù thắng. Cho nên đó, người ta gọi là phước chư thánh tăng đó, là phước điền của chư thiên nhân loại. Tại vì chư thiên đó họ muốn cái cấp phước vậy đó, họ xuống họ cũng tìm những bậc thánh đó để họ cúng dường. Tại vì mà thiếu phước đó, thì đâu thiếu năng lực đâu đánh lợi hàng Atula được. Ở cõi người đánh nhau quá trời, giờ đó còn đánh nữa, không biết vậy đó. Cho nên chúng ta tu làm sao để gì? Để đưa đến chứng đắc đạo quả, thoát khỏi tam giới mới là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Thường thường có một lần nọ vô trời đó, ông đang đi trên một cái thiên xa, có một cái thiên xa đó thì có một cái thiên tử cũng lái cái thiên xa đó, nó bay đi xuống thế gian này nè. Thì thấy có chư tỳ kheo đang đi bát, thì ông vua trời ông kêu dừng lại để ông đi xuống đảnh lễ các hàng tỳ kheo. Thì ông chư thiên mà ông đánh xe đó, ông nói là ủa ngài cao quý vậy sao ngàn ngày đi đảnh lễ mấy ông đó vậy đó, ngài cao quý vậy sao ngài đảnh lễ mấy ông đó, quỳ xuống đảnh lễ mấy ông đó. Thì vua trời để thích ngài ý, ngài nói nè, mấy vị đó là giới đức trong sạch, người ta sống ẩn dật, một ngày ăn có một bữa à, không có ăn chủ chiều. Rồi các ngài đó tâm rất là thanh tịnh, tu thiền định đắc chứng đạo quả, cho nên cái vấn đề này mà xứng đáng để được chư thiên lễ bái cúng dường, xứng đáng để ta ngài đó ông thích nói gì đó, xứng đáng để ta lễ bái cúng dường vậy đó. Thì cái hàng chư ông đánh xe đó ông mới nói nè, như vậy thì nếu mà ngài cung kính như vậy đó thì tôi cũng cung kính theo, xuống lễ bái cũng theo vậy đó. Cho nên đó gọi là chư thánh tăng xứng đáng cho chư thiên và nhân loại cung kính lễ bái cúng dường là vậy đó. Còn nếu mà thực sự là mà bất cứ ai có cái tâm tịnh tính tâm bảo này ha,
thường thường là lễ bái cúng dường đến những cái bậc mà có giới đức, hoặc là những bậc trưởng thượng, những bậc mà có đạo quả đó. Hiện thực thường thường là được bốn cái pháp. Bốn cái pháp thứ nhất là sống lâu, thứ hai là sắc đẹp, thứ ba là an lạc, thứ tư là khỏe mạnh, được bốn cái pháp đó. Cho nên Đức Phật ngài nói đó, thường ngài nói là Aphiva Aphiva da danasi lisa nichang vutha tachajino chataro dhamma watthan tiya yuvanno sukhang balang. Tức là ngài nói là đối với những mặt mà trưởng thượng nè, mà lễ lá mình, đối với những người thường lễ bái cúng dường, cúng dường đến những tỏ lòng tôn kính những bậc trưởng thượng, những bậc trưởng lão đó, thì cái người đó đó được cái tăng trưởng bốn pháp, nhất là sống lâu, hai sắc đẹp, thứ ba là an lạc, thứ là sức mạnh. Cho nên chúng ta mà cúng dường để lễ bái những bậc trưởng thượng là được bốn cái pháp đó. Nên nhớ đó, đó là Đức Phật nói Bali nè, Chattaro Dhamma Watthan Tiya Yuvanno Sukhang Balang. Ayu, ayu là sống lâu, Vanna là sắc đẹp, Sukhang là an lạc, Balang là sức khỏe, Yuvanno Sukhang Balang. Cho nên cái đức tăng này gọi là Anchalikaraniyo, Anchalikaraniyo Phagavato Savakassango. Căn đức cuối cùng là đức thứ 9, Anuttarang Bunyakhittang. Anuttarang Bunyakhittang Lokassa Phagavato Savakassango. Anuttarang Bunyakhittang Lokassa Phagavato Savakassango. Anuttarang Bunyakhittang. Anuttarang, quý vị có thể phiên âm để mà đọc. Anuttarang Bunyakhittang Lokassa Phagavato Savakassango. Bởi vì á, chư thánh tăng á, đệ tử của Đức Phật, đệ tử Đức Phật á, có ý là giới đức nè, có giới đức, có định đức, có tuệ đức, tức là giới định tuệ các ngài đó, nó viên mãn, gọi là giới đức, định đức, tuệ đức. Thì có giải thoát đức, giải thoát tri kiến, cho nên đó, đầy đủ các tri kiến nó đầy đủ vậy đó, cho nên nó là phước điền cao thượng của chúng sanh, không có nơi nào sánh bằng hết đó. Cho nên chúng ta mà cúng dường cho những vị mà đắc định, đắc thiền, ta cũng có phước nữa. Rồi hoặc là chúng vị cúng dường cho một người có giới trong sạch thôi, không phải là thánh, cũng có phước rất là lớn. Hoặc là cúng dường cho một cái người thánh sơ đạo thôi, phước rất là lớn, lớn hơn những vị khác. Nhị đạo thì cao hơn nữa, nhị đạo thì phước gấp trăm lần đối với bậc sơ đạo. Bậc tam đạo thì phước gấp 500 lần so với bậc nhị đạo. Thì nó gấp 500 lần, gấp tăng lên đó. A-la-hán cũng vậy, gấp 500 lần đối với bậc tam đạo, phước báo tăng trưởng khủng khiếp lắm. Cho nên chư thánh tăng ở đây đó là cái nơi mà cái ruộng phước điền màu mỡ là gì đó, mà cúng phước báo tăng gấp bội không bà. Chư thánh tăng ví như là cái ruộng phước điền màu mỡ mà mình gieo cái hạt nào á, hạt giống nào là hạt giống nó lên nó ngon lành luôn, thu hoạch là thoải mái luôn, thu hoạch bội thu luôn. Thì đó với chư tăng mà đắc đạo quả có pháp gì nữa, mới gì đó cúng dường vào thu hoạch bội thu thật. Cho nên cái người mà người ta có trí tuệ thường người ta phải biết rồi đó, để gieo những cái đối tượng nào cần nên gieo thì người ta biết. Ví dụ cái người nông dân đi, người ta làm ruộng, người ta cũng biết cái ruộng nó nên gieo hạt hay không chứ bộ. Thì cái người trí cũng vậy, người ta biết là cái đối tượng nó nên cúng dường hay không cúng dường, hiểu không? Ví dụ người ta biết đối tượng nào nên cúng dường, đối tượng nào cúng đem lại phước báo to lớn, người ta cúng. Đó là người trí. Mà người trí cúng dường thì phước báo nó càng tăng trưởng nữa. Cho nên cái người trí cũng hai người, một người có trí cao, một người trí thấp, cũng một vật cúng dường thôi, mà người có trí cúng dường phước báo cao hơn vậy đó. Vậy ví dụ như hai người đi, một người có trí tuệ mà một người bình thường thôi, không phải là người trí, mà hai người cũng vậy, cũng cúng một bộ y nha, cúng một bộ y cho một cái vị khác đi, một vị tỳ kheo nào đó trong sạch đó, nhưng mà cái người trí cúng lại đem cái phước báo to lớn hơn vậy đó. Người trí luôn luôn, tại người trí người ta cúng thì sao,
ta biết cúng dường như thế này là có chi có phước báo có lợi lạc, rồi cúng như thế này đó là cái đem lại lợi ích cho họ nè, cúng thế này đó, rồi cúng như thế nào nữa, cúng với thái độ cung kính nè, cúng với thái độ là biết quả nhân quả, biết nhân và quả của nghiệp, biết hết hiểu biết gì vậy đó, do vậy đem lại cái phước rất là lớn. Ví dụ như cái người trí người ta cúng thì người ta đảnh lễ nó trọn vẹn đầy đủ năm bốc, hiểu không? Đó, nó phước báo lớn. Còn người có trí thì thôi đưa diễn cái đó, cho nên cái phước báo nó cũng chỗ khác nhau nữa, là vậy đó. Cái người trí thường thường cúng đem lại phước báo rất là lớn. Cho nên đó, hồi xưa có người ta luận lý luận như nè, bây giờ đó, ông Đức Phật với ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật cúng cho ngài Xá Lợi Phất bộ y, là Xá Lợi Phất cúng lại cho Phật lại bộ y, thì vị nào có phước báo nhiều hơn đối với vị đó? Thì mới vừa nói đó, vị nào có trí nhiều là vị đó phước báo nhiều, cái gì đó. Thì Đức Phật là có trí nhiều. Vậy đó, cho nên cái người mà có trí tuệ đó thì người ta biết cúng dường, thứ nhất là cúng dường đúng thời, kịp thời ha. Rồi biết cúng dường ta hiểu về nhân quả của nghiệp, biết đầy đủ. Biết quả báo có như thế nào ta biết, ta hiểu nó, đem lại lợi lạc thì sao ta hiểu. Rồi ta có niềm tin, tỉnh tính ở Tam Bảo, có đức tin. Rồi có sự cung kính đầy đủ thì nó đem lại cái quả phước nó viên mãn. Cho nên bất cứ cúng dường nào cho chúng ta làm sao hiểu, nhất là có đức tin. Cái thứ hai là sao? Niềm tin trong sạch là có tỉnh tính, hiểu được nhân quả. Rồi bố thí kịp thời, bố thí đúng lúc, kịp thời đúng lúc đúng thời. Rồi bố thí không có hại người hại mình. Thì khi người không có trí đó, lấy tài sản cúng hết rồi khổ mình, không có trí. Nhưng mà cái người có trí đó, người ta cúng không có hại người, không có hại mình. Thế nào là không hại người hại mình? Không lẽ bây giờ mình lấy thuốc độc mình cúng cho người ta? Nhưng mà người có trí ta biết cúng vậy là hại, hiểu không? Còn người không có trí nha, không biết cái này là thuốc độc cúng luôn. Đôi khi cái trái cây, biết trái cây đó ăn vô nó hại, người không có trí cúng là vậy đó. Người có trí ta biết trái cây này không nên cúng bởi vì ăn vô nó tác hại. Cho nên người trí lúc nào cúng dường cũng phước nhiều hơn cái người không có trí, mặc dù là cái bậc thí giống như nhau vậy đó. Cho nên bây giờ hiểu rồi ha, làm thế nào để có cái phước báo đầy đủ. Thứ nhất là mình biết, nó trong năm điều đó kể rồi. Có một cái vật thí cũng vậy đó, ví dụ cho trường hợp mà ông Buôn Ná đó, cái gì có nghe chuyện này không? Ông Buôn Ná, ông Phú Hộ Buôn Ná đó cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất mà được một nguyên cái ruộng vàng, biết không? Có nghe chưa? Chưa nghe luôn, để kể cho nghe. Trong một thời Đức Phật á, thì có một cái gia đình đó gọi là gia đình ông Buôn Ná, ông nghèo lắm. Hằng ngày là ông làm thê cho ông Phú Hộ, tức là ra cái ruộng đó phải cài cấy hàng ngày đó. Sáng thì chồng ra ngoài ruộng cài đó, vợ ở nhà làm thức ăn để đem ra cho ông ăn. Rồi hai chồng làm tới buổi chiều luôn, ngày nào cũng vậy đó. Thì có một ngày đó, ngày Xá Lợi Phất á, ngày nhập diệt thọ tưởng định, ngày xuất diệt thọ tưởng định, ngày quán xét là ai ngài đi đến, chứ không phải chúng ta chọn được đâu. Tức là cái người mà người ta có trí tuệ đó, ta biết là đến cái người nào dễ nhận được và cái người nào mà quan hỷ với mình, ta cúng cho mình liền. Tại vì mình đi bác, mình vừa xuất diệt thọ tưởng định đi bác mà cái ngày đó mình không nhận được vật thực đó, là mình chết. Cái người mà xuất diệt thọ tưởng định nó như vậy, 7 ngày do toàn bộ nó diệt hết rồi, danh sắc ngũ uẩn tất cả, thọ tưởng hành thức diệt hết hoàn toàn, mà cái danh sắc này sống trong vòng 7 ngày thôi. Sau 7 ngày phải có thức ăn thì cái thân này mới duy trì được sinh mạng nữa. Cho nên thường thường các ngài xuất định thiền diệt rồi đó, nhập thiền diệt, xuất thiền diệt rồi, các ngài thường thường quán là hôm nay nên đến cái vị nào, một gia chủ nào để mình được cái phần thức ăn đó. Đặc biệt là người đó có duyên với mình nữa, có hỷ tâm, tính tâm nữa. Các ngài quán xét vậy đó. Thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài quán xét, ngài thấy cái gia đình ông Buôn Nhá nè, có nhân duyên từ quá khứ. Rồi ông này có lòng hỷ tịnh tính tâm bảo. Cho nên đó, ngài Xá Lợi Phất mới đầu ngài đi đến. Thì trên
Thì ông Vinh Á, ông đang làm ruộng đó, ông cài thì ông thấy Ngài Xá Lợi Phất từ xa đi đến. Thì ông hoan hỷ quá, ông lợi, ông đi lại, ông cúng dường cho Ngài cái tâm xỉa răng nè, rồi cúng nước uống đó. Tại vì ông ngoài ruộng có nhiều thôi, ông có được, cho nên ông cúng bao nhiêu đó. Ông cúng xong thì ông cũng tiếp tục ông làm. Trong khi đó thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài uống nước xong rồi mới đầu Ngài đi trên con đường, mà con đường trong khi đó nó thuận theo cái nhà của ông Vinh Á, của Vinh Nhá đó, của ổng đó. Thì trên đường đó, bà vợ bà cũng làm thức ăn xong rồi bà đem đi ra ngoài cho ông chồng. Thì trên đường bà gặp Xá Lợi Phất, Ngài đi đến, bà hoan hỷ quá. Bà mới nghĩ đó, mình nghèo do mình quá khứ mình không có phước, không có cúng dường. Cho nên hôm nay gặp được Ngài Xá Lợi Phất danh tiếng như thế đó, đại đệ tử của Phật, mà mình không cúng dường là cái cơ hội của mình nó mất đi. Cho nên đó, bà hoan hỷ, bà lấy cái phần của ông chồng đó, cúng hết luôn. Thật, lấy thức ăn đem ra cho ông chồng mà bây giờ cúng hết cho Ngài Xá Lợi Phất luôn. Thì cúng xong rồi đó, tức là đang cúng cái nè, Ngài Xá Lợi Phất cũng biết là bà này đem thức ăn cho chồng. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới bà sớt phần nữa, bà Ngài Xá Lợi Phất nói đủ rồi. Nhưng mà bà hoan hỷ, bà cúng hết luôn. Bà cúng hết xong rồi bà chạy về nhà, bà làm cái phần khác cho ông chồng, tranh thủ làm cho kịp đến thôi, chưa ra trễ của ông chửi rồi. Thì tranh thủ chạy về nhà làm á. Thì lúc đó là do cái phước báo vừa cúng xong á, thì cái dung sắc của bà nó cũng thay đổi sắc diện, bà đẹp lên. Cho nên bà đi nó đẹp, có tướng đẹp vô cùng luôn đó, giống như người mẫu hay đó, ví dụ gì đó. Tức là bà đi cái dung sắc tự nhiên nó đi đẹp vô cùng, giống như bị thiên nữ đó. Cái bà về làm xong, cái bà đem thức ăn đó ra ông chồng cài mệt rồi, chờ bà vợ bữa sau bữa nay bà đem ra mình dễ quá đi. Ông thấy từ xa bà đi tới, mà sao cái dáng bữa nay đẹp cực kỳ, nó vậy đó, mà lạ kỳ luôn đó, ông thấy vậy đó. Do nhờ mới cúng dường Ngài Xá Lợi Phất, cái phước của bà nó có vậy đó. Thì ngay lúc bà cúng đó, bà phát nguyện này nè, nguyện cho tôi đó đừng có nghèo khổ, được giàu sang đầy đủ tài sản, được danh tiếng đầy đủ. Bà nguyện đó, bà nguyện xong đó là bà có cái phước báo đó liền. Tại vì cúng dường cho một cái vị nhập diệt thọ tưởng định đó, phước nó chỗ liền ngay kiếp hiện tại. Mà cái sắc na đầu tiên nó chỗ kiếp hiện tại, mà sắc những sắc na sau nó chỗ cho những kiếp sau nữa. Tại vì một cái động lực nó có 7 động lực ha. Mà sắc na đầu tiên nó chỗ cho hiện tại, những sắc na sau nó chỗ cho những kiếp sau. Kiếp hiện tại bà có cái dung sắc đẹp vô chư thiên rồi. Thì ông chồng thấy bà bữa nay chỗ sao đẹp quá lạ đi. Phải là ông thấy ông cũng vui nha. Ông vui, cái ông không có buồn, ông giận mặc dù là đem đồ ăn ra trễ. Đó, cái bà đem lại, bà cũng nói, tiếng nói trong trẻo, bữa nay cũng lạ luôn. Tự nhiên bữa nay sao bây giờ mình cái gì cũng từ âm thanh, từ lời nói cái gì cũng ngọt ngào dịu dàng rồi. Từ cái sự đi nó đẹp vô cùng. Ông cũng hoan hỷ luôn. Thì bà mới nói là do hồi nãy gặp Ngài Xá Lợi Phất cho nên bà hoan hỷ, bà cúng hết cái phần đó rồi. Tại vì vợ chồng mình nghèo quá đi, mình không có phước là do mình thiếu phước đó. Cho nên hôm nay em cúng hết cái phần đó rồi. Ông chồng nghe gì, ông chồng nói trời, em làm đúng ở đây đó. Ông hoan hỷ luôn, hai chồng hoan hỷ cho nên phước quá trời lớn. Thì hai chồng bắt đầu á, bà vợ lấy thức ăn cho ông chồng, ngồi xuống đó mà ăn ở ruộng á. Thì sau khi ăn xong, cái hai người á, ngã lưng một chút xíu. Tới 1 giờ đó, khoảng đó đó, ông chồng giật mình thức dậy, thấy nguyên cái ruộng cày của mình á, bây giờ là vàng hết trơn. Nó quá thành vàng. Vậy đó, phước nó chỗ vậy đó vậy. Ông chồng mở mắt ra thấy chói lọ hết trơn luôn. Ông ngạc nhiên, ông kêu bà vợ dậy, có phải không? Bà nói vàng thật. Thì lúc đó đó hai chồng mới đem cái cục vàng này vô trình đức vua, nói là sao cái ruộng của tôi hôm nay đó nó quá hình vàng hết rồi, lên báo cho nhà vua để nhà vua đem về đi. Thì ông vua đó ông mới sai lính của ổng đó đi đến lấy hết những cái vàng đó đem về kho của ông vua chất. Thì lính đó, mỗi lần nó lấy một cái thỏi vàng đó lên đó, lấy cho vua để lên xe, cuối cùng biến thành đất hết trơn. Xong cái nó ngạc nhiên quá, báo cho ông vua, ông nói không biết làm sao mà đem lên xe chở đi là nó quá thành đất hết trơn. Cái ông vua ông nói ủa vậy, lúc mà ông vua này cũng có trí tuệ nha, tại vì ông vua cũng đi học Phật thường xuyên, có ý kiến Phật thường xuyên cho nên hiểu biết nhiều lắm. Ông vua nói vậy là lúc mà nhà ngươi lấy, nhà ngươi nghĩ làm sao, nghĩ cái gì vậy? Dạ tụi con nghĩ là lấy cho vua. Ông vua nói thôi lấy rồi, ông nói cái này lấy cho Bùn Nhá cứ nói vậy đi. Thì mới đầu lính chú nó nghĩ vậy đó, à lấy cho ông Bùn Nhá mới chở đi về được đó. Chở về rồi ông vua ông chắc một đống trước mặt ông vua nè, ông vua mới nói nè, ông vua mới kêu vợ chồng Bùn Nhá tới. Ông vua mới nói là trong cái quốc độ của ta đó, người nào giàu nhất
mà hỏi người dân đó, không có ai, ai cũng lắc đầu, cho nó chỉ có hai ông của vợ chồng Bình Nhá là giàu nhất thôi, mới có vàng vậy thôi. Thì lúc đó ông phong cho cái ông này đó gọi là đại phú hộ của cái thời bây giờ, thời trong kinh thành đó đó. Cho nên hai ông này khi hai dòng này khi cái vàng đấy đem về cất, không có ai xài được chứ đó, phước của người nào người đó xài. Cho nên do cái quan hỷ mới vậy, cái quan hỷ và đã bà cây bà vợ bà cúng dường bà quan hỷ rồi bà đảnh lễ nó đầy đủ cho cái phước nó chỗ quá trời lớn là vậy đó. Do cúng dường một vị nhập diệt thọ tưởng định, một vị vừa sức diệt thọ tưởng định, cái phước nó chỗ lớn vậy đó quý vị. Rồi từ đó đó một thời gian ngắn sau đó thì hai chồng đó mà cũng thường xuyên bố thí cho chư tăng, rồi cúng dường cho Phật, đặt bát chư Phật á, thường cũng thỉnh Phật chư thánh tăng đến nhà để mà làm cho tăng cúng dường thường xuyên. Thì Đức Phật ngày cũng đến, ngày đến ngày thuyết pháp đó, cuối cùng cả gia đình ai cũng đắc đạo quả tu Đà Hoàn chứ đó. Ngay cả có một cái con gái, ông Ôn Nhá có một con gái là Uttara, cô rất xinh đẹp, cũng đắc quả tu Đà Hoàn. Mà cô con gái này đó gả cho một cái gia đình phú hộ khác nữa, môn đăng hộ đói, mà gia đình phú hộ khác đó là người ta gì có nguyên cái bầy dê đó, bầy dê mà nó thải ra phân vàng không mà phước báo gì vậy, vậy đó. Cho nên hai bên nào cũng có vàng không đó, môn đăng hộ đói vậy đó. Câu chuyện nó còn dài lắm, ngừng tới đây được rồi. Ý nói ở đây đó là cái phước ở đây đó là nó do cái sự mà cung kính lễ bái cúng dường, rồi cái sự quan hỷ đó, rồi cúng cho một cái vị mà xứng đáng đó, chứ thánh tăng mà cúng cho vị xứng đáng, cho nên phước nó nổi trội hết mọi thứ. Còn thời gian ngắn thôi, bây giờ nó sẽ chỉ cho quý vị cái phương pháp hành tập cái sanghanosati gọi là ăn đức tăng á. Cho nên quý vị ha, mà khi mà tu tập cái ăn đức tăng này nè, quý vị phải thuộc một trong chín cái, hoặc một cái cũng được thôi, thuộc một cái, một ăn đức cũng được thôi. Một ăn đức nằm lòng cái ăn đức đó, mình niệm ăn đức, để tưởng nhớ cái ăn đức đó, tưởng nhớ liên tục cho nha. Quý vị tu tập có thể đắc lên đấy cái cận định bằng cách là chúng ta, ví dụ như chúng ta niệm một cái ăn đức như là a hút này giá, hay là một cái ăn đức nào thôi, hoặc là anh nước ta răng bên nhắc khích tăng, ví dụ là phước điền của cao tột á, phước điền mà cao nhất đó, hoặc là anh nước ta răng bên nhắc khích tăng, ví dụ có thể niệm anh nước ta răng bên nhắc khích tăng, anh nước ta răng bên nhắc khích tăng phước điền vô lượng đó, phước điền vô lượng của cái ăn đức tăng. Thì mấy vị niệm là mấy vị nghĩ nhớ cái ăn đức nó sâu rộng, cái ăn đức phước điền phước báo nó vô lượng vô biên gì đó của tăng sâu rộng. Mà mấy vị niệm bằng trong cái tâm của mấy vị nha, cái tâm cũng sâu rộng, tâm trọng không sâu rộng chứ phù hợp cái ăn đức của tăng vậy đó. Cái tâm của quý vị mình nghĩ đến cái ăn đức đó thì cái tâm của quý vị nó từ từ nó đồng đẳng như vậy đó. Mình niệm liên tục trên một cái tâm duy nhất thôi, giữ một cái tâm duy nhất thôi. Dĩ nhiên là trong tâm chúng ta sanh diệt nhưng mà mình có thể giữ một cái tâm duy nhất, hiểu không? Mình thấy mình có thể làm được, tại vì tâm sanh diệt có liên tục độc, nhưng mà mình thấy nó sanh diệt sanh lại dường như giống như nhau. Thực sự cái tâm sao á, nó trong sạch từ tâm dứt, trong sạch từ từ. Cho nên mấy vị giữ một cái trạng thái tâm, giữ và niệm vào trên đó liên tục anuttarang bunya kittang, anuttarang bunya kittang, anuttarang bunya kittang. Niệm bằng tâm nha, không phải niệm bằng miệng ôm sùm đâu. Niệm bằng tâm anuttarang bunya kittang. Ăn đức vô thượng, ăn đức vô lượng đó, cái phước điền vô lượng đó. Mình nhớ rồi đó, dần dần cái tâm của vị nó trong sạch. Mình nhớ nha, mình lờ hết tất cả mọi cảm thọ, lờ hết mọi sắc thanh hương vị xúc, dần dần quý vị á đắc lên cận định. Tới khi mà quý vị mà lờ được năm ngũ dục rồi, sắc thanh hương vị xúc, rồi quý vị mà sao vượt qua năm chuyện cái nữa, sắc thanh hương tức là không trầm thị miên đó, không trầm thị miên chào hói phóng vật sân tham dục gì đó, vượt qua năm chuyện tâm quý vị tự nhiên nó thanh trong nè, mà cái gì nhập vô bất thình lình luôn đó, đang niệm tâm từ từ chứ. Nhưng mà giữ thái độ xả nha, luôn giữ tâm với thái độ xả bình tự nhiên rồi nè, không có niệm, chứ không có gọi là không có để gọi là mong muốn trong đó nha. Những cái suy nghĩ tập niệm gì buông hết đi, để một cái tâm rỗng không mà với cái lượng phước điền vô lượng vô biên trong đó, phước điền công đức ăn đức á, ăn đức của phước điền cao thượng trong đó, cao tột trong đó, nhớ cái điều đó thôi. Dần dần cái tâm mới dễ trong sạch, nhập vào trong đó trong vắt luôn.
Khi mà nhập vào trạng thái đó gọi là cận định. Nó mở cái nhãn ra, là cái thần nhãn mở ra như nè, trong vắt. Lúc đó mấy chị nhìn cái sự trong đó, nhìn cái trong đó, thì trạng thái đó mấy chị có thể giữ lâu dài được. Còn mấy chị mà nhìn lúc đó đó, khi mà nhập vào vậy đó, nó không còn niệm nữa, vô niệm rồi. Bây giờ cái tâm nó trong sạch đó đi, lúc đó nó không còn niệm nữa, thì mình giữ đối tượng nào, mình giữ cái trong sạch vắng lặng đó, giữ cái thấy đó, mắt này mở đã thấy một cái sự trong suốt, giữ trong suốt đó hoài, giữ dần dần tâm nó đi vào trong đó luôn, nó lọc vào trong đó, thì nó mở ra một cái gọi là một cái giới ly dục đó, hoàn toàn trong suốt của định thôi, định hiệp thế chứ không phải siêu thế, định là định hiệp thế. Đó, bây giờ có thể duy trì cái định đó, mở rộng cái ánh sáng đó, nó rộng mênh mông luôn. Dần dần toàn tâm cái gì nó thanh thuần khiết luôn. Trạng thái đó gọi là cận định. Còn hoặc là chúng ta tu cách khác, tu áp dụng trong Vipassana. Trong Vipassana đó, ví dụ như chúng ta bình thường, ví dụ như quý vị là quen một cái đề mục nào đó, chúng ta có thể đọc thêm một cái ân đức. Một ân đức này, đọc thêm một trong chín cái, ví dụ như ăn đức là anuttarang buññakhettang lo, anuttarang buññakhettang, anuttarang buññakhettang. Trong quá trình chúng ta ghi chánh niệm lên thân thọ tâm pháp, ghi nhận đối tượng, chúng ta cũng niệm cùng như đó, dần dần nó làm hỷ, nó phát khởi niệm đức tăng, mà chúng ta nhớ cái ăn đức tăng thôi, cái sự trong sạch, cái sự cao quý cao tột của các ngài, sự thanh tịnh, sự mà thành tựu giới định tuệ viên mãn gì đó, chúng ta nghĩ đến cái điều đó, để cái tâm của chúng ta đó, nó dần dần nó thanh tịnh theo đó. Rồi chúng ta nếu mà đạt được ở trong bên trong danh sắc này nè, chúng ta vừa hay biết danh và sắc và vừa niệm cái ăn đức tăng luôn, nó dần dần nó cũng có cái định của cận định. Nhưng mà cận định này, cận định nó trên danh sắc, còn cận định hồi nãy đó là cận định trên tâm hoàn toàn thôi chứ không phải trên thân. Còn cái cận định trong Vipassana là cận định trên thân và tâm đó. Cận định trên thân và tâm đó, nó không có thấy, nó không có mở cái thần nhãn, mà nó mở cái tuệ nhãn hiểu trên thân và tâm, thấy thân tâm này sanh diệt đó, vậy đó, nó khác nhau, cho nên cách tu tập nó khác nhau, vậy nhớ đó. Thì niệm ăn đức ta, đức Phật, đức Pháp, đức Tăng cũng giống như nhau, nó cũng có sự tương đồng như thế, tương đồng như thế. Sau này có duyên có sự sẽ chỉ cho quý vị về tu tập về thiện tâm từ, tu tập thiện tâm từ để mà đắc định, nhập vào định luôn. Chứ bình thường là mấy vị người ta dạy mấy vị là tâm từ, đạo tâm từ ở gọi là hiệp thế không à, tâm từ với ngũ dục giống như là lẩm nhẩm mà nghĩ là tâm từ không phải, thiền tâm từ nó không phải như vậy. Một lúc nào đó sư sẽ chỉ cho quý vị, hôm nào đó có duyên gặp lại sư sẽ chỉ. Tháng 5 á, có thể tháng 5 sẽ có, tại vì cái tháng 4 này sư bận, có thể tháng 5 sẽ gặp lại quý vị. Sư chỉ những cái bài, những cái phương pháp tu tập về thiền tâm từ. Đó là cái niệm về ăn đức tăng, quý vị có thể thuộc toàn bộ chính cái ăn đức, chẳng hạn như bằng tiếng Pali: Sabbatibbano Phagavato Sabbakassango Ucchubbatibbano Phagavato Sabbakassango. Quý vị thuộc trở thành một câu thần chú quý vị cũng được nữa, chúng ta chúng ngài đọc cái đó hoài luôn. Hoặc là chúng ta có thể, quý vị nào có thể thích ăn đức Phật thì niệm đức Phật, thích ăn đức Pháp niệm đức Pháp, thích ăn đức tăng thì niệm đức tăng. Ăn đức Phật như là Pitiviso Phagawa Arahang Samma Sambuddho Vicha Chana Sambanno Sukato Laka Vidu Anuttara Bodhisattva Masarati Sattadeva Musnang Buddho Phagawa. Đó, 10 cái ăn đức, 9 cái ăn đức. Nói vậy làm sao mà thuộc 10 cái hồng danh đó của Phật, 10 hồng danh nhưng mà 9 ăn đức. Rồi bây giờ có thể thuộc giống như một câu thần chú bảo hộ bây giờ cũng được. Bây giờ suốt ngày cứ tụng liên tục đó, nó có một cái tập định tập trung trong đó, nó bảo hộ quý vị rất là lợi lạc thật luôn đó. Quý vị có thể thuộc ăn đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, tốt hơn quý vị nên nằm lòng đi, nằm lòng nguyên một cái câu Pali luôn: Itibiso Phagawa Arahang Samma Sambuddho Vicha cho nó sam banh. Ở đây có thể ai thuộc chưa, học rồi đó chắc không thuộc, ok nói gì nữa. Vicha cho sam banh đồ sukato lo kavido anuto đang buôn nhát khích tăng lo kasati gì đó. Rồi tới soa kato phagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko banijiko bacchattang vedatabbo vinyuhi. Rồi sabbati banno phagavato sabakasango ucchupati banno phagavato sabakasango. Nó gì thuộc làm sao cho nó lặp đi lặp lại là lâu ngày đó. Bây giờ có xuất định
vậy tập trung mà đọc lâu ngày gọi là niệm Đức Pháp, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng á, nó có một cái năng lực khủng khiếp lắm đó. Chúng ta tụng này như vậy đó, như vậy đó để bảo hộ cho bản thân. Mỗi người chúng ta phải có một cái gì đó bảo hộ thiệt đó. Người khôn là phải vậy, người trí là phải vậy đó, khi gặp chuyện lấy ra sử dụng thiệt. Cái gì mà tu tập lâu ngày như vậy sao có kinh nghiệm được thế, cái quy luật đó thì đụng chuyện cái gì sẽ lấy ra sử dụng là biết liền rồi. Thời Đức Phật á, có một cái ông vua gọi là Maha Kapina đó, tức là cái thợ đó ông vua một cái nước khác, thì ông nghe các quan đại thần của ông đó, tức là ông nghe những người thương buôn, ông vua đó ha, ông đi tùy tụng với ông là 1.000 quan đại thần đi trên xe ngựa đó, đi trên ngựa riêng, mỗi người một con ngựa. Ông đang đi du hí du hành thôi, thì ông thấy có những vị thương buôn từ Sabathí, từ thành Sabathí đi về, thì ông hỏi là ở Sabathí có những thông tin gì an lành, thông tin gì tốt không, những cái tin tức gì tốt không. Thì những cái người thương buôn đó ở đó đó là có ân Đức Phật, có Phật xuất hiện rồi. Thì ông vua nghe vậy đó, ông vua có hỷ bừng lên liền, ông vua mới niệm là Bút-thô, Bút-thô, Bút-thô vậy đó. Cái hỷ nó ổng khởi lên, tức là ông mừng quá đi, tự nhiên ông nghe Đức Phật xuất hiện trên thế gian đó, ông rất là mừng, ông vui đi, ông phát khởi cái thủy đó, ông niệm Bố Thô mà ông niệm hoài luôn. Rồi ông khuyến khích các vị, các đại thần cũng cùng nhau niệm đó. Thì mọi người đều niệm Bố Thô, Bố Thô, Bố Thô, đi trên một đoạn đường vậy đó. Thì đi đến một cái khúc sông đó lớn lắm, ông có qua được, bây giờ đi xe ngựa sao qua được. Ông cũng niệm Bố Thô, Bố Thô, ông nói cứ đi tới đi. Tự nhiên ngựa đi lên bằng nước luôn, đi qua bên kia luôn. Năng lực của Phật cái vậy đó, thù thắng vậy quý vị. Do mấy chị đó niệm mà đạt được cái định nó luôn đó, và tự nhiên cái hỷ nó nâng, nó đưa mấy vị qua cái bờ sông đó luôn đó. Cho nên cái ân đức của Phật đó, mà mấy vị nào mà niệm ở trên đó làm phát sanh hỷ đó, cái hỷ nó có thượng thân hỷ mấy vị, nó đưa mấy vị đến, nó không phải là thần thông mà nó một dạng ân đức, một cái hỷ thân thiên thật, thượng thân hỷ. Mấy vị niệm lần sau hỷ phát khởi lên, mấy vị giữ tâm hỷ đó, duy trì tâm hỷ đó, cái thân của mấy vị nó bay bổng lên, gọi là thượng thân hỷ. Bữa đó sẽ nói rồi cái năm loại hỷ đó, biết không, có nghe không, quên dần ha. Thứ nhất là tiểu đăng hỷ nè, khinh hỷ nè, hải triều hỷ nè, thượng thân hỷ nè, viên mãn hỷ. Viên mãn hỷ thường có trong Vipassana đó, hỷ nữa đưa đến lạc, đưa đến pháp hỷ đó, pháp hỷ rồi đưa đến pháp lạc. Thượng thân hỷ thường có trong pháp thiền định thôi, ví dụ niệm Đức Phật nó có thượng thân hỷ, những cái pháp thiền nó có thượng thân hỷ. Thượng hỷ ví dụ chúng ta đã đang ngồi tu một đề mục nào đó, đôi khi có hỷ nó sanh lên, nâng quý vị lên khỏi, nâng cao lên. Ở Myanmar đó, cách đây vài chục năm trước, có một vị tỳ kheo đó, không biết định niệm đề mục gì mà thân nó bay lên khỏi mặt đất khoảng 1 mét vậy đó, biết bao nhiêu người thấy luôn, ông đó giọng nổi tiếng luôn. Nên cho nên á, khi mà cái ông vua nè, ông vua Maha Kapina đó, ông cũng vậy, ông niệm Bút Thô, Bút Thô, cái ông đi đến một đoạn nữa, ông thấy là những thương buôn cũng có đi từ Sabathí về. Ông hỏi đó, ở Sabathí còn có gì, có tin tức gì không, nhưng mà vị nói là có Phật xuất hiện, có pháp bảo xuất hiện á, ăn đức pháp đó, có pháp, tức là có những vị thánh tăng đắc pháp rất là nhiều, ăn đức pháp. Thì ổng quan nghĩ đó, ông niệm luôn, ông niệm Bút Thô Đam Mô, Đam Mô, Đam Mô, ông niệm Bút Thô Đam Mô gì đó. Rồi ông đi tới bờ sông đó, cũng hỷ nó khanh khởi, nó đầy đủ rồi. Ông đi qua luôn, ông không cần bất cứ chướng ngại gì, tự nhiên đi qua cái bờ sông đó luôn. Cả 1.000 cái vị đại thần cũng đi qua luôn. Rồi xong có tới một lúc nào đó, ông tới con sông nữa, rồi ông trên đường cũng gặp những cái người mà thương buôn giống vậy đó. Ông hỏi là Đức Phật, Đức Pháp có rồi, ở đó còn có những cái gì nữa không? Họ nói có Đức Tăng, Sangha, Sangho quá. Sangho, Sangho, ông niệm Sangho, 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 thì cũng phát khởi lên luôn. Ông qua cái con sông đó luôn, các quan đại thần cũng qua con sông đó luôn. Khi mà 1.000 vị với ông vua là 1.001 người đi qua đến Phật. Lúc đó Đức Phật ngài biết, ngài phóng hào quang đến, ngài xuất hiện ra. Ngài xuất hiện ra, ngài thuyết pháp, ngài thấy mấy vị này có đầy đủ căn cơ đó,
Cho nên ngày thuyết pháp, thuyết vô tứ đế dần dần mới bị này á, đắc quả Tu Đà Quần, toàn bộ 1001 vị đắc quả Tu Đà Quần hết. Xong cái ngày lúc đó á, mới những vị này xin Đức Phật xuất gia. Xong cái Đức Phật cho xuất gia. Những này những vị này xuất gia, ê phi khú, ê hi phi khú, gọi là thiện lai tỳ kheo. Đức Phật ngài kêu nè, ê hi phi khú, tức là này tỳ kheo hãy lại đây, hãy đến đây. Thì tự động toàn bộ 1001 vị đó, cái y áo bình thường biến mất, xuất hiện cái y này xuất hiện ra, rồi râu tóc rụng hết, bát xuất hiện trên tay liền. Cái đó là do chư thiên xuống họ dâng họ cúng. Tại sao có cái phước đó? Sẵn đây kể luôn đi. Mà để có một cái phước xuất gia gọi là thiện lai tỳ kheo á, phải có ba điều kiện. Cái gì? Ba điều kiện. Những người nào muốn nguyện sau này trở thành một thiện lai tỳ kheo, tức là cái cách xuất gia gọi là ê hí bức khú đó, nó cao quý lắm. Tại xuất gia nó có 8 loại xuất gia, thì trong đó xuất gia ê hí bức khú là cao quý nhất. Còn ngày nay xuất gia chỉ thông thường thôi. Ngày nay xuất gia thông thường Đức Phật cho phép gọi là xuất gia Upasampada, tức là xuất gia về tụng tiên ngôn nè, tụng các mắt ba cha, tiên ngôn, tăng sự, là thành sự này kia đó. Nhưng mà thời Đức Phật không có những cái thủ tục này. Tại Đức Phật là đó, thời Đức Phật thời sơ khai đó, sơ khai cho nên thường là ở trong rừng, những cái nơi mà xa thành thị phố rồi kia đó, đâu có y bác đâu. Thường thường những vị mà có đầy đủ ba la mật đó, thường thường là gặp Phật xuất gia theo cách đó, gọi là xuất gia ê hi phi khú thiện lai tỳ kheo. Thì như thế này ba điều kiện là sao? Tức là đó, điều kiện thứ nhất là cái kiếp hiện tại này nè, vị đó phải đắc ít nhất là quả Tu Đà Quần, thấp nhất là quả Tu Đà Quần. Đó điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là sao? Quá khứ đó, trong quá khứ từng cúng dường y bát đến một vị thánh tăng hoặc là một vị phàm tăng có giới trong sạch, nhưng mà phải phát nguyện đó nha, tức là cúng dường y và bát, tâm y và bát á, đến một vị thánh tăng hoặc một vị tiều khai tăng phàm có giới đức trong sạch, phát nguyện là nguyện phước báo này để con trở thành một thiện lai tỳ kheo, để con được xuất gia đó, ê hí bức khú và xuất gia thiện lai tỳ kheo trong tương lai dưới sự hiện diện của một vị Phật trong tương lai. Vậy đó, phải phát nguyện mới thành tựu. Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là sao? Vị này á, từ khi phát nguyện đó cho đến mãi gặp một vị Phật tương lai đó, trải qua không biết bao nhiêu a tăng kỳ, không có bao giờ cướp y bát của một vị tỳ kheo nào hết. Vậy đó mới thành tựu. Cho nên ba điều kiện này khủng khiếp ha. Điều kiện ban đầu là phải đắc và giữ lưu đầu tiên. À, điều kiện thứ hai tức là quả dự lưu rồi, trước sự hiện diện của Phật đó là tệ lắm, là phải có quả dự lưu, rồi sau đó Đức Phật mới nhìn coi vô lượng kiếp của những vị này đó có từng cướp y bát của ai không. Có cướp là không có cho xuất gia y bát khú, tại vì phước đầu sanh cướp mà làm sao có phước báo sanh lên y bát. Nó vậy đó. Rồi cái điều kiện nữa là quá khứ đã cúng dường đến một vị thánh tăng hoặc là vị phàm tăng phạm hạnh, rồi đã từng phát nguyện. Thì Đức Phật ngài thấy ba điều kiện này nó tròn đủ, bắt đầu ngài Đức ngài kêu nè, thì những vị đó xin Đức Phật đó cho con được xuất gia dưới giáo pháp của ngài, dưới sự hiện diện của ngài. Thì bắt đầu ngài Đức Phật ngài nói này thiện lai tỳ kheo hãy đến đây, thì tự động các vị đó y bát xuất hiện đó. Vậy đó, lúc đó chư thiên đó, họ dâng. Nếu mà cái người đó mà không có phước đó là không có ai cúng dâng, là phước nó không sanh lên được. Tại vì ít nhất là phải cái người mà đắc sơ đạo, cái tâm nó tâm thiền não thô nó lắng nó mất rồi, cho nên pháp thiện không nó sanh lên, cho nên phước báo nó chỗ ít nhất là phải là vị Tu Đà Quần hoặc là Tu Đà Hàm, A La Hàm thì càng tốt. Cũng giống như bữa đó có kể Ba Hí Ba Hí Giá đó. Ba Hí Giá là quá khứ của ổng đó, không cũng từng là cướp y bát của người ta, cho nên ổng không có được xuất gia y bát khố. Cho nên Đức Phật mới kêu là đi tìm y bát đi. Tại Đức Phật nói có một câu pháp bổn đắc A-la-hán đó, ổng không có đủ cái phước để xuất gia y bát khố. Đức Phật kêu ổng là đi tìm y bát, đến đây Như Lai cho xuất gia. Trong đường đi tìm y bát là chết que, bị bò nó hút. Vậy đó. Còn những người mà được xuất gia y bát khố là phải hỏi đủ ba điều kiện đó nha, mới được, nó cao quý dữ lắm.
thời Đức Phật cũng rất là nhiều vị sau khi mà được Phật thuyết giảng, họ tu tập, họ đắc chứng đạo quả, họ xin Đức Phật cho được xuất gia y huyết khố mà không có được. Đức Phật thấy quá khứ ông đó từng cướp y bát của người của sa môn này, một sa môn nào đó, đó ba điều kiện đôi khi thiếu một điều kiện là cũng phước nó không sanh lên được. Cho nên là những ai có nguyện thời Phật Vị Lai, Phật Mét Tây Giá, Phật Di Lạc á, sau này nó được xuất gia y huyết khố thì bây giờ đó, chúng ta muốn được xuất gia gì chúng ta phải nguyện cúng dường cho một vị mà có giới đức nè, hoặc là vị thánh, mà vị thánh thấp nhất cũng là vị Tu Đà Hoàn cũng được. Rồi cúng dường phát nguyện là nguyện phần phước báo này để được tương lai được xuất gia Thiện Lai Tỳ Kheo, tiếng Bali gọi là Ê Hí Phích Khú. Phích Khú là Tỳ Kheo, Ê Hí tức là lại đây đó, này Tỳ Kheo hãy lại đây, là vị đó trở thành một vị Tỳ Kheo rất là nhanh. Còn mà không có thước báo thì Đức Phật không có kêu. Đức Phật nhìn Ngài biết hết trơn, là Ngài nhìn một người đó, Ngài thấu đến muôn kiếp trong quá khứ, Ngài thấy những cái gì, cái nhân đầy đủ, thước báo đầy đủ không, Ngài cho phép xuất gia. Cho nên đó, ai muốn xuất gia cái thời Đức Phật Di Lạc sau này đó, trở thành thượng thủ sinh văn rồi được xuất gia với bằng cách ế bức khú, thì cái gì phải tạo cái nhân cúng dường y bát đến một vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo có giới đức, hoặc là cúng cho một vị nào đó đắc quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-la-hán gì đó, rồi phát nguyện thì nó mới thành tựu, phải phát nguyện mới thành tựu. Nó cho nên những cái nhân đó đó nó làm cho chúng nó trải qua nhiều kiếp đó, đến khi mà đúng cái duyên sinh xuất gia nó sẽ xuất hiện, cái phước nó xuất chỗ ra. Thời Đức Phật cũng có một cái ông cư sĩ đó, ông nghe pháp rồi ông tu tập theo, đắc lên tam đạo tam quả và A La Hàm đó, ông xin Phật cho xuất gia Ê Hí Phích Khú, ông cho Phật nhìn thấy là kiếp quá khứ của ông đó là ăn cắp y của một vị của Phật độc giác, độc giác Phật đó. Độc giác Phật chỉ xuất hiện cái thời không có giáo pháp thôi, tức là cái thời mà không có chánh pháp của một vị Phật đó, hiểu không? Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, chúng ta đang ở trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca, là thời kỳ có giáo pháp, có chánh pháp. Thời kỳ đó chánh pháp là 5.000 năm, hiểu không? Sau 5.000 năm là không còn giáo pháp nữa. Thì cái thời đó là những người nào tự tu, tự đắc, đắc lên là gọi là Phật, Phật độc giác Phật gì đó, đắc lên bộ A-la-hán đó, gọi là độc giác Phật. Độc giác Phật chỉ xuất hiện cái thời không có chánh pháp. Còn cái thời có giáo pháp chúng ta nè, đắc lên cao nhất là quả A-la-hán, chứ không gọi là độc giác Phật. Thì cái vị đó cúp y bát của một vị độc giác đó, cho nên đó, phước không có, cho nên kiếp cuối cùng đó, cái kiếp mà gặp Phật sinh xuất gia đó, Đức Phật Ca mình không có cho xuất gia. Thì ông buồn quá, ông xuất gia bình thường thôi. Ông xuất gia bình thường thì ông tu tập một thời gian hết tuổi thọ, ông chỉ có kiếp này chỉ ở tam đạo tam quả, cho nên ông sanh về cõi 100 năm cõi ngũ tịnh cư đó, sanh về đó. Thì từ cõi đó đâu, ông tu tập ở cõi đó đắc A-la-hán, nhập Niết Bàn cõi đó. Ở cõi ngũ tịnh cư 100 năm cõi đó, ví dụ như cõi thứ nhất, cõi hiện thiện kiến đi, hết tuổi thọ 1.000 quả địa cầu, hết tuổi thọ sanh lên cái cõi thứ hai. Tại vì những bậc thánh sanh lên mà không có đi xuống, vậy đó, các bậc thánh cứ sanh lên cõi tiếp theo cao hơn, 2.000 quả địa cầu, hết tuổi thọ đó sanh lên tiếp theo 4.000 quả địa cầu, hết tuổi thọ sanh lên. Nhưng mà trong quá trình tuổi thọ đó, mấy ngày tu tập đắc A La Hán mất rồi, không có thời gian sanh lâu vậy đâu. Cũng có vị mà sanh lên từng cõi tới cõi cuối cùng luôn, cõi cuối cùng cõi sắc cứu cánh, hết tuổi thọ đó đắc quả A La Hán đó, lâu vô tận luôn đó. Nhưng mà dù sao cũng không có khổ, tại vì cái đó gần như Niết Bàn đó, nó gần như Niết Bàn, nó thanh tịnh một bời. Ủa, cảm cái gì có hỏi gì không? Nói bằng lời cũng được, nói bằng tâm cũng được. Mình xong á, mình cúng dường xong rồi á, mình đảnh lễ trước Phật á,
phát nguyện bằng lời cũng được, bằng lời thì thầm như nè, hoặc là bằng tâm cũng được, là nguyện cái phước báo này nè hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc, hoặc là hồi hướng đích danh cho ai đó cũng được. Ví dụ như người đã chết rồi đó, ví dụ như cha mẹ mình vừa mất, mình hồi hướng liền, hồi hướng đích thân cha mẹ luôn, cái tên cha mẹ luôn, thì cha mẹ sẽ nhận được. Nếu mà sanh vào ngạ quỷ, còn không sanh ngạ quỷ không có nhận. Cha mẹ mình sanh vô gọi người thôi, tái sanh làm người lại rồi thật hỏi không cần. Nhưng mà mình đâu biết là sanh đi đâu, mình là bổn phận làm con, mình phải chia sẻ cho hồi hướng, hiểu không? Mình không biết sanh đi đâu, tại bổn phận làm con là phải làm vậy đó, mình phải hồi hướng, biết đâu xui xẻo vô đó làm sao. Cho nên mình phòng hờ là vậy đó. Mà sanh làm người hoặc sanh làm chư thiên thì phước mình hưởng cái đó, mình làm phước ở đâu mất cái đâu đâu, mình chia người thân không hưởng được thì mình cũng hưởng. Mình nguyện bằng lời hoặc là nguyện bằng tâm gì được hết không có sao, tại lúc đó cái tâm mình quan hỷ đó, tâm quan hỷ nó đi, cái sự hỷ tâm nó ảnh hưởng, cái nói rồi ảnh hưởng nó đi. Sơ cơ thì mình khó biết được cái tâm của mình ở đâu, hiểu không? Mình cứ niệm đi, ví dụ mình cứ niệm ăn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng gì cũng được. Ví dụ ăn Đức Phật thì mình niệm A-la-hán, nên nhớ một cái thôi, để cho mình, để mình tu định mà. Một cái đơn giản, càng đơn giản dễ đắc định, chứ mình niệm nhiều quá tao nó thành Vipassana rồi. Niệm một cái để nhất tâm, hiểu không, để đạt cái nhất tâm. Ví dụ như A-la-hán, hoặc là Samma Sambuddho, mình một cái duy nhất thôi. Ví dụ niệm A-la-hán đó, thì khi mình niệm một hồi đó, cái tâm mình nó có yên, cái sự yên đó. Nhớ cái sự rỗng không nha, mình phải có cái khái niệm trong đây có sự rỗng không, nó vượt ngoài sắc thanh hương vị xúc luôn. Mình đừng có để ý đến anh thanh tiếng động, đừng có để ý hết, đừng có để ý đến cảm giác cảm thọ gì hết trơn đó, lờ hết tất cả, giữ một cái tâm vắng lặng rỗng không. Mình niệm trong đó a-ra-hăng, dần dần cái rỗng nó hiện ra, nó xuất hiện chút chút, từ từ thì mà mình có rồi, cái mình bắt cái tâm đó, mình bắt cái trạng thái đó, giữ cái trạng thái đó liên tục, nhớ cái trạng thái đó liên tục và niệm a-ra-hăng, trạng thái càng ngày càng rõ, nhẹ dần. Nhưng mà mình giữ thái độ xả, không nên vội vàng, bình thản, nhớ a-ra-hăng. Chân khi mà có hỷ biết liền à, hiện khi có hỷ có lạc tự biết liền liền. Tại vì trạng thái của hỷ lạc nó rộng lớn lắm, nó đại hành tâm, nó quy tâm viên mãn với lớp tâm nó rộng lớn lắm. Cho nên đó, lúc đó mình nắm được một cái điểm tâm rất là rõ. Tại mình chưa có, mình không thể mường tượng được đó. Nhưng mà tại vì á, mình có được cái pháp đó là pháp thiện, cho nên pháp thiện dễ sử dụng lắm, dễ nắm bắt lắm. Tại bình thường mình gì nè, bất thiện không, mình thấy nắm bắt không có được, chụp giật hoài à. Và mình khó mường tượng ra một cái tâm thiện, và mình sao nắm được, hiểu không? Nhưng mà thiện rất là dễ nắm bắt, rất là dễ sử dụng. Tại vì mình chưa có thiện, mình không biết sử dụng sao. Bình thường mình sống trong bất thiện không, tham sân si phóng dật chạo hói thôn trầm tị miên tật đói đủ thứ trơn á, phóng dật bất thiện không đó. Cho nên mình không có nắm nó được, mình không nắm được, gọi là bất thiện nó rất là khó sử dụng. Mà thiện nó sanh lên rồi mình nắm bắt rất là dễ. Cho nên ráng tu đi, thiện lên rồi tự nhiên vận dụng nó dễ dàng rồi, đừng có lo, còn lo xa quá giờ luôn. Tu lên đi, pháp sanh lên rồi thì con nắm bắt vận dụng rất là dễ lúc đó hả? Cái này lúc đó tự nhiên con nắm bắt con không cần phải hỏi nữa, lạ vậy đó. Thiện pháp luôn luôn rất là dễ vận dụng nó. Vậy thì vị nào có hỏi nữa không? Chúng ta hồi hướng đi ha. Y đằng lô nha, y đằng hô tu, su khi ta hôn tu nha, ta vô. Y đằng lô nha, y đằng hô tu, su khi ta hôn tu nha, ta vô. Y đằng lô nha, y đằng hô tu, su khi ta hôn tu nha, ta vô. Y đằng qua ta mê bốn nhân a sa wa ca ya wa hằng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.